Hello các bạn, chúng ta bắt đầu livestream nhé ừ. Vẫn như thường lệ thôi, mình uh, mười 10 rưỡi rồi, mình lên livestream uh, Và mình đọc cái cuốn Harry Potter hiện tại đang là tập 5 nha. Và hôm qua thì đã hết được cái chương đầu tiên của cái cuốn này 12, 13, đâu à, 19 trang đầu Rồi và hôm nay sẽ bắt đầu cái chương thứ hai chapter 2 của nó nhé À, đợi một chút sau đó rồi mọi người uh, theo dõi live nhớ thả tim thật là nhiều nhá và có bất cứ câu hỏi gì thì mọi người cứ comment ra mình sẽ trả lời luôn đấy right. vẫn như thường lệ thôi rồi right. mọi người thấy rằng là nó à có một cái câu rất hay it's like clockwork uh, now it's like clockwork clockwork có nghĩa là kiểu như mọi thứ đúng không nó như là đồng hồ ấy kiểu ngày nào cũng xảy ra như vậy á mười rưỡi lên và sẽ đọc đến mười hai giờ nhưng mà bây giờ ấy mình chuyển sang một cái mục tiêu mới là mỗi ngày đọc 6 trang à, Có thể 6-7 trang gì đấy, được chưa? Nó có thể sẽ vượt qua cái khoảng thời gian từ 10 rưỡi cho đến à, 12 giờ Nhưng mà cứ nhớ nhá, tương tác với nhau nhiều nhá Mọi người thả tin thật nhiều nào Chúng ta bắt đầu cái chương thứ hai chapter 2 của cái cuốn uh, Harry Potter tập 5 A Pack of Owls Pack thì nó giống kiểu bây giờ ấy cái các cái chấm nó tụ lại thành một cái mảng đó các cái chấm các cái điểm đen nó tụ tụ lại thành một cái mảng vậy thì đấy nó gọi là một cái pack đấy và đây gọi là một cái đám cú ok what said Harry blankly he left uh, said Mrs Fig wringing her hands let uh, let to see someone about a batch of cauldrons uh, that fell off the back of a broom Ừ, cái gì cơ Harry hỏi một cái cách kiểu như là vô cùng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra cái từ blank nó là cái ô chấm ý của nó có như là kiểu hỏi và không hề có bất cứ cái nhận thức nào trong đầu được không hiểu cái gì đang diễn ra hắn ta đã rời đi rồi bà fix bà ấy nói ừ. tức là ấy, nó harry bị tấn công bởi những cái con giám ngục trong một cái con hẻm đấy và bây giờ có một cái bà già bà ấy chạy lại đấy, bà ấy hỏi rằng là à có chuyện gì đấy đúng không đấy, bà fix này bà ta vung vẩy cái bàn tay của mình uh. Hắn ta đã rời đi rồi để mà xem xem Từ từ Ồ, Để mà xem ai đó Cái người mà nó đem theo một mớ những cái vạc Những cái vạc đun độc dược Mà hắn ta đã ngã khỏi cái phía đằng sau của một cái chổi Rồi, à, ok, chúng ta sẽ có từ ring ở đây Rồi, nó giống kiểu bây giờ bà ấy lắc lắc tay Xong rồi bà ấy, cứ thế bà uốn éo cái tay của bà ấy để bà ấy, bà ấy minh họa được chưa và tiếp theo a batch of cauldrons thì cái từ batch này nó là một mớ đó một mớ ấy một mớ thường nó nói là mớ bánh này uh, mớ quần áo này hoặc là kiểu cái mớ mà nó nồi niêu xoong chảo như thế này đấy nó dùng cái từ cauldrons tức là cái vạc để mà đun độc dược ở trong đó uh, broom là cái chổi bay nhé I told him I play I play him alive if he went and now look the mentors It's just lucky I put Mrs, uh, Mr. Tibbies on the case Tao đã nói với hắn ta Tôi đã nói với hắn ta là tôi sẽ um, Lột ra hắn đấy, Nếu như mà hắn rời bỏ đi Và bây giờ thì nhìn xem Những cái con giám ngục Nó xuất hiện ở đây mà nó tấn công cậu đấy, uh, Thật là may mắn khi mà tôi đã Xếp, sắp xếp cái ông Tibbies uh, Trong cái vụ việc này đấy, Tức là cái ông có một ông nhá. Ông ấy phải canh chừng Harry Và ông ấy đã bỏ đi Để mà xem cái đống vạc nó rơi khỏi chổi Đấy, nhưng mà may mắn là vẫn còn Cái người dự phòng, tức là ông Tibby ở đây Đấy, ok, flay Thì cái từ này ấy. Flay thì uh, thường nó nói về Cái uh, Cái nạo cá Tức là kiểu như đánh vẩy con cá, được chưa Đánh vẩy con cá thì tức là mình flay nó Đấy, right. và thường nó liên quan đến Vẩy hay là da ở bên ngoài Và đây có nghĩa là kiểu như lột da có một cái từ ấy nó gọi là skin Nó cũng có thể được sử dụng một dạng verb Tức là lột da Đấy. Skin somebody alive hay là flay him alive Nó đều như nhau Rồi on the case ở đây coi là kiểu như Cái vụ việc này But we haven't got time to stand around Hurry, now we got to, we've got to get you back Oh, the trouble is going to cause I will kill him Nhưng chúng ta không có thời gian để mà đứng quanh đây đâu Để mà đứng đây tán dóc với nhau đâu Nhanh nào Chúng chúng ta phải đưa cậu trở lại Ôi cái rắc rối mà cái chuyện này nó sẽ gây ra Nó lớn như thế nào Đấy, Tôi sẽ giết hắn ta Bà ấy nói vậy Ok stand around nhá Tức là kiểu mình cứ lẩn vẩn Đúng không cứ quanh quẩn tại một cái điểm đứng đấy Đấy rồi get you back Đưa Harry trở về này Ờ um, cái trouble tức là cái rắc rối Rồi là cái sự hỗn loạn Cái khó khăn mà nó sẽ gây ra Trong cái vụ việc này But Harry đang định nói này, the, uh, the revelation that this baddie old, the, this baddie old cat obsessed neighbor knew what the mentors were was almost as big a shock to Harry as meeting two of them down the alleyway. Your, your witch. Đấy. cái thông tin mà từ từ cái thông tin rằng cái bà hàng xóm ám ảnh với mèo và hơi lẩm cẩm. Uh, bà này bà ấy biết về những cái con giám ngục thì nó gần như là một cái cú sốc rất là lớn với lại Harry tương đương với lại cái cú sốc khi mà gặp hai con giám ngục uh, ở trong cái con hẻm này đấy bà bà là một phù thủy á OK Harry hỏi như vậy uh, reveal ấy thì nó coi là tiết lộ và revelation tức là cái sự tiết lộ hay là cái thông tin mà nó kiểu như là được biết đến yeah. nó hiện ra hay là nó lộ ra baddy à, chúng ta phân tích cái từ này rồi nó là kiểu lú lẫn hay là một người lẩm cẩm Đấy, thường nói với người già nhá kiểu nó nó bất ổn đó. đó bởi vì con rơi đúng không nó sẽ bay chuyển động lên xuống như thế này Đấy. một người tâm lý người ta cứ lên lên xuống xuống không có ổn định thì gọi là baddy cat obsessed bị ám ảnh với mèo ok và đây là as big a shock tức là một cái cú sốc rất là lớn với harry như là gặp hai cái con giám ngục ở trong alleyway I'm the Squib, as Mudguggs knows full well. So how on earth was I supposed to help you fight off the uh, mentors? He left you completely without cover when I want him. When I want him. Tôi là một cái người Squib, tức là một người không dùng được phép thuật, cũng giống như là uh, <laughs> à theo như cái thằng Mudguggs nó đã biết quá rõ về bản chất của tôi như thế nào. Uh, Thế cho nên làm thế quái nào tôi vốn dĩ có thể giúp cậu đánh bại những cái con giám ngục được. Hắn ta đã rời bỏ cậu hoàn toàn mà không hề có bất cứ cái sự che chở nào khi mà tôi đã cảnh báo hắn khi mà có cái sự mà nó gọi là kiểu như uh, uh, hậu thuẫn nào hỗ trợ nào đấy. Dù rằng tôi đã cảnh báo hắn là đừng có rời bỏ. Ok, nào chỗ này chúng ta có từ on earth nha khi mà nó đi một cái câu hỏi ấy thì tức là nó nhấn mạnh vào tức là thế quái nào, the how on earth làm thế quái nào, be supposed to do something tức là cái cấu trúc nói về cái trạng thái vốn dĩ um, vốn có của nó làm thế nào tôi vốn dĩ có thể giúp cậu được, fight off thì cái từ off này này nó có nghĩa là kiểu như đẩy lui khiến cho hai từ nó tách ra Đấy và fight off nha, có là kiểu đánh lui đúng không, đánh cho nó rút Đấy. rồi this bloke manders has been following me Hang on, it was him. He disappeared from the front of my house. cái gã tên là Mung này đã theo dõi cháu. ờ đúng không, từ từ đã nào, uh, đó chính là hắn ta. Hắn ta đã độn thổ biến mất khỏi phía trước nhà của cháu. Đấy, Harry nói như vậy. cái từ block thì nó giống cái từ uh, gã nhá gã khi mà chúng ta dịch sang tiếng việt đấy, cái gã cái thằng cha ấy, thì đấy nó gọi là block. Đã, một cái từ tiếng lóng để mà nói một cái người đàn ông uh, Hang on, từ từ đã nào Chính là ông ấy Cái người mà đã disapparated Cái từ này nó gọi là độ thổ để mà đi cái nơi khác Đó. Còn apparated thì nó gọi là độn thổ để mà hiện ra tại cái nơi đấy Yes, yes, yes uh, But luckily I stationed, Mrs. I stationed Mr. Tibbetts uh, under a car just in case And Mr. Tibbetts came and warned me. But by the time I got to your house, you're gone. Đúng, đúng, đúng. Đấy, nhưng mà may mắn là tôi đã bố trí ông TB Ở dưới một cái xe phòng khi là có bất chắc xảy ra. cái từ station ấy, nó là nhà ga. Nhưng mà nếu mà chúng ta kiểu như sắp xếp một cái viên sĩ quan hay là một cái người canh gác đứng tại một điểm nào đó thì tức là station người ta ở đấy. Đấy, rồi đứng canh nhá, đứng canh gác thì đấy gọi là station ở dạng động từ. Ông TB đã tới và cảnh báo tôi, nhưng mà đến cái lúc mà tôi đến được nhà của cậu thì cậu đã rời đi rồi. You're gone, đúng không? You, uh, cậu đã đi rồi. Ok and now, oh, what's Dumbledore going to say? You, uh, she shrieked at Dudley, still supine, uh, still supine on the alley floor ôi uh, thầy Dumbledore sẽ nói gì đây mày bà ta bà dít lên về phía của thằng Dudley vẫn đang nằm co quắp ở trên cái nền của cái con phố đấy nền của cái con hẻm đó pack một cái đám muỗi em cứ gọi là kiểu như đám mà nó bu lại tại một điểm ấy thì em gọi là một cái pack được đấy, a pack of uh, bees cũng được a pack of mosquitoes được rồi ok chỗ này Schick đó là cái từ zit lên nhé, ré lên. Đấy và spine ở đây ấy, thì từ từ alley alley floor tức là cái nền của cái con hẻm đúng không? Nền của cái con phố đấy, con ngõ đó. Nhưng mà spine cái từ này nhá, mình có thể đoán được dựa trên cái từ nó gọi là từ uh, spine. Spine. Spine thì nó thường là cái xương sống ấy. đó. cái cột sống. Thế thì spine này mình đoán thôi, có thể là kiểu như là nó nằm một cách co quắp cột sống nó không thẳng. nữa yeah. rồi, mình đoán thôi, tí nữa mình tra lại sau nhé Get your fat bottom off the ground. Quick. Hãy nhấc cái đít của mày lên khỏi mặt đất đi, nhanh lên. Kiểu nó bà ấy bảo đứng dậy ấy. Ok, supine mình xem nào. Ờ. À, ý của nó có lẽ uể oải này, không hoạt động này, tỏ ra thiếu nghị lực xong rồi lười biếng này. Đấy, rồi là kiểu nó nằm ngửa đúng không? Lying face upward. Ờ, à, nằm ngửa. Rồi uh, ý của nó có như kiểu như face upward nha Phía bên trên Còn bottom ở đây là cái đáy Vậy thì tức là kiểu tiếng lịch sự ấy Thì nó là cái mông nhấc mông của mày lên You know Dumbledore Said Harry staring at her Of course I know Dumbledore Who doesn't know Dumbledore But come on I'll be no, I'll be no help If they come back I've never so much as transfigured a, a tea bag. Uh, cái gì? Bà biết thầy Dumbledore Harry nói và nhìn chằm chằm về phía của bà ấy đấy, nó giống kiểu như là who who stared, đấy, nó dùng mệnh đề quan hệ rút gọn rồi đấy, tất nhiên là tôi biết thầy Dumbledore rồi, ai mà không biết thầy ấy chứ, nhưng mà thôi nào uh, tôi sẽ không có tác dụng gì đâu nếu như mà bọn chúng quay trở lại cái bọn giám ngục ấy, bọn nó quay trở lại thì tôi sẽ không có giúp được tôi chưa bao giờ uh, làm gì quá nhiều hơn là cái việc là biến biến hình Um, một cái túi trà trở thành một cái đồ vật khác. Đó. Rồi tôi chưa làm cái điều gì nhiều hơn. Vậy thì đây ý của nó là kiểu như I've never so much as đúng không? Tôi chưa bao giờ nh... làm cái gì nhiều hơn cái việc đó là biến một cái túi trà, hô biến một cái túi trà. Anh bình thường thức đến mấy giờ? Thức á tùy em ơi. Kiểu sống về đêm <laughs> thì thức muộn lắm. Ok, tea bag là cái túi trà này và trans figure là cái hình dạng nhá. Trans đó là chuyển giao. Đó. Chuyển từ cái này sang cái khác á. Uh, she stooped down, seized one of Dudley's massive arms in her wee uh, weazened hands and tucked. Bà ta bái bà ngồi sụp xuống. Bà ấy ngồi xổm xuống, bà giành lấy, Dành lấy một cái cánh tay to lớn của thằng Dudley uh, trong cái đôi tay yếu ớt của mình và sau đó thì bà ấy kéo. Bà ấy giật Stoop Đó, stoop thường có nghĩa là kiểu mình cụp Mình khom cái người xuống Đấy, và đây có nghĩa là cái thế ngồi của bà ấy Bà ấy ngồi xổm xuống nha uh, Massive Tức là lớn Một thứ gì nó to lớn Đấy uh, Arms Ở đây, cánh tay này Seize Đó là giành lấy một thứ gì đó Thường nó có một cái câu khá là hay Đó là nắm lấy cơ hội Seize an opportunity Rồi, wizened nói về một cái thứ gì mà nó y, yếu ớt nhé, xong rồi là nó run rẩy. Thường nói về người già. We rồi Thật. Thật. Các bạn có biết cái trò kéo co? Đấy. Nó có từ thật ở đây này. Chính là cái từ kéo. Kéo. Thật. Get up. You useless lump Get up. Dậy đi. Cái cái từ từ. Dậy đi cái đồ vô dụng này. Dậy đi. Cái từ lâm. Thực tế ra nó là một cái cục u. Đậm. Hoặc là kiểu như một cái thứ gì nó cộm, nó lồi lên và ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu như một cái bị thịt đó đây là nghĩa bóng nhá bà ấy dùng theo kiểu nghĩa bóng ấy bị thịt useless tức là không có tác dụng rồi but Dudley either could not or would not move he was still on the ground trembling and ashen faced his mouth shut very tight nhưng mà Dudley Dudley thì đúng rồi thắc of war kéo co ấy. nhưng mà thằng Dudley thì nó hoặc là nó không thể nào đứng lên hoặc là nó không chịu đứng không chịu di chuyển Cái từ either ấy, nó đi từ or Tức là cái này hoặc cái kia Rồi, nó vẫn đang nằm trên mặt đất nhá Nó đang run rẩy và mặt nó trắng bệch Miệng của nó thì ngậm rất là chặt Rồi, trembling, tremble chính là run rẩy Mệnh đề quan hệ của he ở đây đúng không? Và ashen faced Thì cái từ ash nó có nghĩa là kiểu cho Hay là bụi khi mà chúng ta đốt một thứ gì đó ấy rồi thì action tức là cái màu của thứ đó Kiểu nó xám xịt xong rồi là nó hơi tái tái Đó và đây là mặt tái mét này Thế, Mặt nó tái mét này uh, do it uh, Harry took hold of Took hold of Dudley's arm and heaved With an enormous effort He managed to hoist Dudley to his feet Dudley seemed to be on the point of fainting His small eyes were rolling in their sockets And sweat was beating his face The moment Harry let go of him He swayed dangerously thôi để cháu làm thôi để cháu làm cháu sẽ làm cái điều đấy harry uh, túm lấy cái cánh tay của dudley và sau đó thì nâng nó lên đầu tiên là thách hâu đúng không hâu nó dùng dạng danh từ tức là cái cú nắm ý của nó có nghĩa là kiểu như dương tay ra phía trước xong rồi túm lấy cái cánh tay của thằng dudley ấy. heave một nhá đó là kiểu mình ghim xuống mình kéo thì đấy gọi là heave hai đó là kiểu mình đỡ ở phía dưới xong mình đẩy phía lên mình nâng lên thì đấy gọi là heave Right. với một cái nỗ lực uh, rất là lớn, cậu ta đã xoay sở được để mà nâng thằng Dudley đứng dậy trên chân của nó. Dudley có vẻ là đang um, đang đang ở trong cái từ từ đang ở cái ngưỡng sắp sửa ngất đến nơi rồi. Uh, cái đôi mắt nhỏ của nó này thì đang đảo long sòng sọc trong cái hốc mắt và mồ hôi thì nó đang kiểu đầm đìa um, lấm tấm trên gương mặt của nó rồi cái từ manage to do something nha tức là dù có khó khăn nhưng vẫn xoay sở được đấy, xử lý một cái việc gì đấy từ hoist nó cũng giống từ heave ở phía bên trên này này tức là nâng đẩy đẩy lên nhá đẩy lên hoist nó lên rồi uh, faint thì động từ nó có nghĩa là ngất đi và on the point of fainting tức là à, trên cái điểm đấy thôi chứ còn chưa có ngất hoàn toàn nha nó đang kiểu như là Uh, mong manh đúng không sắp sửa ngất đến nơi rồi Rô đó là quận tròn hay là kiểu xoay tròn đảo đảo long sòng sọc socket nó có hai ý nghĩa một là cái ổ điện hai là cái hốc mắt rồi cái từ beating his face ở đây này cái từ beat các bạn phải hiểu nó là cái gì cơ từ beat này là một cái hột xoàn hoặc là một cái hột cườm ở cái dây uh, dây tràng ấy đấy thế thì khi mà nó dùng ở dạng động từ tức là cái giọt nước nó to đúng không nó đọng trên mặt của cái thằng Dudley đấy phải hiểu được vì sao nó dùng từ beat ở đây cứ nhớ nhá beat danh từ ấy nó là hột xoàn hột cườm đó ở dạng động từ tức là cái cái giọt mồ hôi ấy nó lấm tấm và nó rất là to trên gương mặt của thằng Dudley cái khoảnh khắc mà Harry thả nó ra thì nó đứng lảo đảo một cách vô cùng là nguy hiểm từ sway nó có nghĩa là ngả bên này ngả bên kia lắc lư đấy hurry up said mrs Fick hysterically nhanh lên nào bà Fick, bà bái nói một cách vô cùng là um, từ từ vô cùng là hoảng loạn đấy rồi vô cùng là hoảng loạn uh, thực tế ra cái từ này nó có nghĩa là kiểu như mình mình đang long sòng sọc đó mình đang long sòng sọc, sọc gọi là kiểu trên cơ thể, trên mặt ấy nó đang nó đang có những cái cử chỉ mà nó thái quá. Đấy thì gọi là hysterical. Nha, ví dụ bây giờ mình lo lắng xong rồi mặt mình mặt mình không thể nào giữ ổn định được ấy thì đấy nó gọi là hysterical nhá. Rồi. Một người mà được miêu tả là hysterical nó cũng có thể là kiểu vui tính. Vui tính ở đây tức là kiểu người ta khi mà đưa ra một cái trò đùa ấy, người ta cứ vung vẩy tay xong rồi là như kiểu bác Ba Phi ấy. Đó, thì nó gọi là hysterical Ok Nó có hai nghĩa nhá Một là vui tính, hai là bấn loạn So Harry put one of Dudley's massive arms Around his own shoulders And dragged him toward the road Sagging slightly under his weight Harry kéo một trong hai cái cánh tay to khổng lồ của thằng Dudley Kéo cái cánh tay đấy và quàng xung quanh vai của Harry Sau đó thì kéo lê nó về phía con đường Uh, khi mà kéo lê thì Harry hơi khuỵ xuống một chút dưới cái sức nặng của thằng Dudley. Uh, his own shoulders, đúng không? Cái bờ vai của Harry này, drag, đó là kéo lê hoặc là kéo lì. Sack, cái từ này nó rất hay, sack. Sack có nghĩa là sệ xuống nhé. Sệ xuống, sack. Đấy à. Thì uh, lúc này ý của nó, ấy, thằng Harry nó hơi bị khuỵ xuống, nó hơi bị sụm xuống một chút. Nó gánh cái sức nặng của thằng kia trên vai mà. Mrs. Fick tottered along, uh, tottered along, từ từ along in front of them, peering anxiously around the corner. Bà Phích thì bà ấy đi nhấp nhổm phía trước họ này, bà ấy nhìn hé xung quanh mọi uh, xung quanh cái góc đường một cách vô cùng là sốt sắng. Cái từ toddler đây này, này, thường nó nói một thứ gì mà nó kiểu như lắc bên này, lắc bên kia khi mà nó di chuyển thì đấy nó gọi là toddler. Được, Thường nói về những cái con chim á, Đấy khi mà nó cửa nhảy chân sáo Thì đấy nó dùng từ toddler đây uh, Peer Thì ở dạng động từ tức là cố gắng nhìn Khi đằng trước có vật cản đấy, Có vật cản thế cho nên mình phải liếc bên này Mình phải hách đầu bên kia Còn anxious đó là tính từ của từ Anxiety yeah, Anxiety coi là cái sự bồn chồn lo lắng Keep your wand out She told Harry As they entered we started stereo walk Never mind the statue of secrecy now There's going to be hell to pay anyway We might as well be hanged For a dragon uh, For a dragon as an heir Hãy cứ giữ đũa của mình nhé Hãy cứ cầm sẵn đũa của mình nhé Bà ấy nói với lại Harry Khi mà họ đi vào cái con phố Wisteria uh, Đừng có bận tâm đến cái Điều khoản Từ từ, đừng có bận tâm đến cái điều khoản Bí mật của thế giới phù thủy nữa Ờ uh, There's going to be hell, tức là kiểu như sẽ phải trả giá rất là đắt đấy. Uh, từ từ, đằng nào cũng phải đối mặt với lại cái hậu quả rất là đắt rồi. Uh, chúng ta cũng có thể sẽ bị treo cổ, như từ từ for a dragon, Sao khó nhỉ? Có thể sẽ bị treo cổ này, uh, ngang với cái, ngang với tội danh đó là cầm theo một cái quả trứng rồng. Đấy, mình có thể kiểu như Um, gọi là, là là cho nó hợp lý hóa cái ý nghĩa của nó ở đây bởi vì kiểu mang theo trứng rồng thì tức là trái phép mà đúng không thì có thể sẽ bị treo cổ đấy right? rồi đầu tiên nhá Stature sorry vừa rồi nhìn nhầm từ statue đúng không Stature thì nó gọi là lệ pháp hay là kiểu như liên quan đến luật hay liên quan đến hiến pháp Stature thường nó nói về kiểu như nghị định đó. secrecy tức là một cái thứ gì đúng không? Cái sự giữ bí mật của cái thế giới phù thủy không được sử dụng phép thuật trong thế giới đời thường. Never mind nó, đừng có bận tâm đến nó. Rồi be hang, hang là cái từ treo á. Ý của nó ở đây có nghĩa là kiểu treo cổ. Rồi ok. Uh, talk about the reasonable restriction of underage sorcery. This was exactly what Dumbledore was afraid of. Uh, what's that at the end of the street? Oh, it just... Mr. Prentice, Don't don't put your one away, boy. Don't I keep telling you I'm no use. Uh, two. Ôi nếu mà nói về cái um, sự giới hạn hợp lý của phép thuật dưới tuổi, đấy, ý của nó có nghĩa là cái chỗ này này, các bạn nên hiểu nhá. Là cái bọn phù thủy mà nó không đủ tuổi ấy, thì nó sẽ không được thực hiện phép thuật trong thế giới đời thường. Bởi vì như thế là nó sẽ bị đuổi học. Đúng không? cái underage sorcery ở đây này Ý của nó là làm phép khi chưa đủ tuổi restriction tức là sự giới hạn đó reasonable tức là một thứ gì mà nó có lý nó có hợp lý có thể đưa ra cái lý do của nó đấy bà ấy đang bảo rằng ui rồi để mà nói về cái điều luật này gì nó không hề hữu uh, dụng một tí nào rồi ý của bà ấy là như thế đây chính xác là cái thứ mà thầy Dumbledore đã lo sợ Uh, cái thứ gì nó ở phía cuối con đường thế kia, Ồ, oh, đó chẳng qua là ông Prentice thôi, nhưng mà đừng có cất đua đi, nhé uh, yeah, cậu bé, không phải là tôi đã nói với cậu rằng là tôi không có tác dụng gì rồi sao? đấy, right, bà bài nói như thế, ok, đúng rồi, giới hạn hợp lý, um, khó dịch chỗ này đúng không? Sorcery tức là cái việc làm phép, nha yeah, và underage tức là dưới tuổi, không đủ tuổi. Okay. Put something away Cất nó đi đúng không Đừng có cất đũa đi Keep telling you Tức là không phải tôi cứ nói với cậu rồi Là tôi không có tác dụng sao I Am no use Nó dùng từ use ở dạng danh từ ấy. Tức là tác dụng mục đích It was not easy to hold a wand Steady and carry Dudley along At the same time Harry gave his cousin an impatient dig In the ribs But Dudley seemed to have lost all desire For independent movement nó không hề dễ dàng để mà giữ một cái đũa một cách ổn định um, giữ một giữ cái đũa một cách cân bằng và mang theo vác theo cái thằng Dudley cùng một lúc Harry thì um, từ từ Harry dối một cách vô cùng là bực tức vào cái xương sườn của thằng anh họ của mình nhưng mà Dudley có vẻ là mất đi hoàn toàn tất cả những cái ham muốn của mình Để mà có được những cái sự di chuyển độc lập Đấy, tức là kiểu như tự mình đi á Rồi, hold something steady Nó nói về cái trạng thái kết quả của hành động hold nhá, Hold nó để mà nó ở trạng thái steady right, ok Tiếp theo đó là dig Từ này thì bình thường nó là đào đúng không? Kiểu đạo đất đấy right. à, Rồi Nhưng mà chúng ta nên hiểu nha Tức là kiểu nó ấy Nó rúi vào đúng không Nó móc lên Nó đấm móc lên cái à, Vào cái ribs Ở đây là cái xương sườn uh, Lost all desire Desire tức là kiểu ham muốn uh, Khao khát Thì đấy Nó không còn bất cứ ham muốn gì Để mà tự mình đi rồi nha nó buông rồi uh, Dig in là cái từ này nó nói chung là nó có nhiều nghĩa lắm mình có thể đích um, một thứ gì đó ấy, là bằng cái từ like tôi rất là thích cái đấy đó đúng không i'm digging your dress chẳng hạn đi ôi tôi rất là thích cái váy của bạn đó your dress tôi đang rất thích cái váy của bạn đó đấy, cái từ dig nó dùng từ like khá hay nhá um. he was slumped on harry's shoulder his large feet dragging along the ground thằng Dudley thì nó đang sụm xuống khuỵt xuống trên vai của Harry cái chân, cái bàn chân lớn của nó thì đang lê dọc theo cái mặt đất Slum, đấy, kiểu như là sụp từ trên cao xuống đúng không? Cứ dựa cái từ slum này này là khu ổ chuột sập, sập sệ Thì đây slum nó sẽ dùng ở dạng động từ Drag thì đó kiểu kéo lê, kéo lì thôi Why did you tell me George squib? Harry asked Mr. Uh, Mrs. Fick Panting with the effort to keep walking All those times I came around your house Why didn't you say anything? Ờ, tại sao mà bà không nói với cháu Là bà là một người Squip Đấy, tức là kiểu một người đến từ thế giới phù thủy nhưng mà không biết dùng phép thuật. Đó, thì gọi là Squip. Harry hỏi cái bà Fix này. Đang thở hổn hển với cái nỗ lực của mình để mà cứ thế tiếp tục đi. Trong suốt những cái lần mà cháu sang nhà bà, tại sao bà không nói điều gì với cháu? Okay. Thì có cái từ Pant, mệnh đề quan hệ rút gọn của Harry ở chỗ này nó là thở hồn hển nha yeah. ở dạng động từ come around đúng không ý của nó có nghĩa là của sang nhà bà chơi Dumbledore's orders I was the I was to keep an eye on you but not to say anything you were too young I'm sorry I gave you such a miserable time but the Dursleys would never have let you come would never have let you come if they thought you enjoyed it đó là mệnh lệnh của thầy Dumbledore đấy À, bà có nhiệm vụ Đó là canh chừng cháu Nhưng không được nói bất cứ điều gì Cháu còn quá trẻ mà Đầu tiên Đó là cái chỗ này chắc là Chắc là ít bạn sẽ nhìn thấy đúng không Cái từ gọi là động từ to be cộng với to verb Đó Nó nói về cái bản chất này Nó nói về cái nhiệm vụ, cái mục đích Rồi là cái chức năng Đó thì nó dùng cái động từ to be cộng với to do something Đó Nó giống như kiểu là cái này là để Là để bi cộng với lại to do something nhé à, Là để đúng không? Tôi có cái bổn phận là để canh chừng cậu Keep an eye on something Đấy, kiểu mình canh chừng, mình cứ thế để mắt đến ai đó à, Xin lỗi là bà đã Bà đã làm cháu khốn đốn Đấy, bởi vì miserable coi là kiểu như thứ gì nó khốn khổ và đây là kiểu cho cháu một cái khoảng khoảng thời gian đúng không? Cái khoảnh khắc mà nó rất là khốn khốn khổ nhưng mà gia đình nhà dursley sẽ không để cháu sang chơi đâu nếu như mà họ nghĩ rằng cháu thích thú cái việc này Đấy, nó gọi là là để đúng không right. bổn phận của tôi là để right. ok now uh, would have let tức là đáng lẽ ra trong quá khứ nó đã để harry sang đấy rồi Đó, nhưng mà đấy là giả định một điều không có thật trong quá khứ nhé uh, it wasn't easy you know but oh my word nó không dễ dàng đâu khi mà giữ bí mật với cháu như vậy. Nhưng mà ôi trời ơi. She said tragically, ringing her hands once more when Dumbledore hears about this. How could Mundagus have left? He was supposed to be on duty until until midnight. Where is he? How am I going to tell Dumbledore what's happened? I can't apparate Nhưng mà ôi trời ơi, bà ấy nói một cách vô cùng là... Um, mm. một cách vô cùng là thương tâm, ấy thương tâm, bái vung vẩy cái đôi bàn tay của mình một lần nữa, ờ, giống kiểu giơ tay lên trời, ui rồi ôi kiểu thế, ấy khi mà tưởng tượng đến lúc mà thầy Dumbledore nghe về cái chuyện này mà xem làm thế nào cái thằng Murdergus nó có thể rời đi được nhỉ? Hắn ta vốn dĩ có cái nhiệm vụ phải canh chừng đến nửa đêm, nó đang ở đâu rồi? Hắn đang ở đâu rồi? Làm thế nào mà tôi sẽ có thể nói lại với thầy Dumbledore về cái thứ đã xảy ra đây Tôi không thể nào mà động thổ được Đầu tiên cái từ tragic ấy, thì nó thường nói về một thứ gì chết chóc đó Có cái sự tăng tóc ở đấy thì nó gọi là tragic Rồi và bà này bà ấy nói như kiểu là sắp chết đến nơi rồi á Ringing, bà ấy đang kiểu như múa may khua tay nhá Khua tay múa chân các thứ đấy Once more tức là kiểu một lần nữa He was supposed to do something. Tức là kiểu vốn dĩ cái vai trò đúng không? Vốn dĩ là hắn phải canh chừng, be on duty. Tức là kiểu như có cái um, trách nhiệm hay là canh gác Đấy, thì nó gọi là on duty. Ok, hết rồi đúng không? Uh, I've got an owl. I've got an owl. You can borrow her. Harry groaned. Từ, từ Harry groaned, wondering whether his spine was going to snap under Dudley's weight cháu có một con cú đấy à, bà có thể mượn cú của cháu để Harry Harry Genry à, tự hỏi rằng là liệu cái xương sống cái cột sống của cậu ấy có sụp xuống dưới cái sức nặng của Dudley hay không đấy OK cú nhá borrow mượn con cú đấy groan ở đây thì tức là kiểu rỉ xong rồi là ca thán uh, kiểu uh, right thì nó là groan nhá groan rồi groan Uh, wonder tự hỏi whether or not tức là liệu cái đấy có hay không. Đằng sau nó sẽ có s có v spine cột sống. Right. Snap tức là thứ gì nó gãy đôi nó bẻ cụp một cái ở giữa đúng không? Bẻ cạch một cái snap. Harry, you don't understand. Uh, Dumbledore will need to act as quickly as possible. The Ministry uh, have their own ways of detecting underage magic. They'll know already. You mark my words, từ từ, You mark my words, Harry. Cháu không hiểu rồi. Dumbledore phải hành động nhanh nhất có thể. Bộ pháp thuật có cái cách riêng của họ để mà phát hiện ra những cái phép thuật uh, sử dụng bên ngoài mà không đủ tuổi. Họ họ sẽ biết được. Từ từ. Có khi họ đã biết rồi đấy. Cháu cháu cứ nhớ lời bà mà xem được không? Cháu cứ gọi là kiểu kiểm chứng lời bà mà xem. Ừ. cái từ act đầu tiên nhá need to act hành động đúng không hay là kiểu như đưa ra cái biện pháp đối phó as quickly as possible nhanh nhất có thể một cách nhanh nhất có thể từ quickly bổ nghĩa cho từ act uh, have their own ways có cái cách riêng của họ đi thích một thứ gì đó tức là kiểu thám tử ấy. Xong rồi phát hiện ra thứ đấy uh, mark my words cái từ mark là đánh dấu words là lời nói Ờ à, cứ xem lời nói của bà mà xem. Đấy bà nói như thế. Nhanh quá. Thế à? Em đừng có tập trung ghi chép lại làm gì. Em cứ nhìn cái mặt chữ thôi. Đó bởi vì yên tâm, mấy từ này nó lặp lại rất là nhiều mà. Uh, but i was get Cứ yên tâm nha cứ uh, bạn nào mà theo cái cuốn tập 4 ấy, có phải là thấy những cái từ nó lặp đi lặp lại đến cả tỷ lần đúng không? Kiểu gì rồi cũng sẽ vào đầu thôi, đến tầm khoảng 6 7 lần nhìn thấy một từ ấy, trong các ngữ cảnh khác nhau ấy, là sẽ nhớ được nó một cách tự động luôn á but, but I was getting but uh, I was getting but I was getting rid of the mentors. I had to use magic. They're going to be more worried what the mentors were doing floating around wisteria walk surely. Nhưng mà nhưng mà cháu uh, nhưng mà cháu lúc đó đang tống khứ đang đang đánh đuổi những cái con giám ngục cháu lúc đấy đã phải sử dụng phép thuật rồi đấy, không có cách nào khác không phải là họ sẽ lo lắng hơn là những cái con giám ngục nó đang làm gì khi mà lơ lửng uh, bay xung quanh cái khu vực Wisteria này sao đấy Harry hỏi như thế đầu tiên là get rid of something đó tức là kiểu bỏ một thứ gì đó đi vứt nó đi đó, bỏ một thứ gì đó đi, vứt một thứ gì đó đi. Avatar của anh là thác nước ở Rome á. Không em ơi, nó là ở cái chỗ nào nhỉ? Quên mất tên rồi nhưng mà hình như là ở cái Ờ ờ ờ đúng 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 rồi, đúng rồi đấy. À, hình như là chỗ đấy. <laughs> ở cái thác nước. Có mấy ông uh, tượng tượng ở đấy ấy. Đấy, nhưng mà từ từ anh không nhớ tên của nó lắm. Đi tương đối lâu rồi. Alright, rồi so nào, they're going to be more worried. Họ sẽ lo lắng hơn. Xem là những cái con Dementors này nó đang làm gì. What they were doing. Đó, float, đó là trôi nhá. Ý của nó có nghĩa là kiểu cứ thế lập lờ, trôi nổi, trôi nổi, bay lượn xung quanh cái khu vực này. Ok. Oh my dear, I wish it were... À, I wish it were so, but I'm afraid. Mandagus Fletcher I am going to kill you ôi uh, cháu ơi uh, bà ước rằng là nó là như vậy nhưng mà bà e rằng ôi giời ơi Mundungus fletcher tao sẽ giết mày bà ấy nói như vậy tức là bà ấy bà ước rằng là bộ pháp thuật sẽ để ý đến cái việc là những cái con giám ngục này nó lượn lờ ở thế giới đời thường như thế nào vì sao đúng không nhưng mà e rằng là không phải như thế đâu sẽ tập trung vào cái việc xử phạt harry ấy. There was a loud crack and a strong smell of mingo drink and stale tobacco filled the air as a squat, unshaven man in a tattered overcoat materialized right in front of them. Có một cái tiếng cạch rất là lớn. Một cái tiếng kiểu bạch rất rất là lớn và một cái mùi rất là nặng uh, về rượu này và thuốc lá, thuốc lá cũ nó được quyện với nhau. Cái mùi đấy nó lấp đầy không khí ở chỗ đó Khi mà một người đàn ông ờ uh, Xoạch xoạc Người nó lùn lùn, nó bè bè Trong một cái áo choàng rách dưới Hiện lên ngay trước mắt họ Ok, allow crack ở đây nhá Một thứ gì mà nó vỡ vụn Đúng không? Hay là kiểu nó có cái dấu Có cái vết nứt Thì đấy tức là nó crack Và nếu như mà bây giờ một thứ gì mà nó kiểu như Đấy, nó gọi là crack được chưa? là strong smell ở đây tức là cái mùi nó rất là um, foul kiểu tỏ đúng không cái mùi kinh khủng mingle thì đấy nó có nghĩa là kiểu như hai thứ nó quyện lại với nhau nó hòa lẫn với nhau mingle với nhau stale tobacco tức là thuốc lá mà nó bị ôi thiêu ấy nó bị mốc ấy. Đó, cái từ này thường nói về đồ ăn nha những thứ gì mà nó mốc uh, squat tính từ thì tức là kiểu một người nó lùn lùn xong rồi nó bè bè đó, người nó vuông vuông ăn shave là cạo dâu đúng không ý của nó có nghĩa là kiểu như dâu tóc lẩm chởm tatter thì từ này có nghĩa là kiểu như nói về cái trạng thái một thứ gì nó rách dưới nó tã đúng kiểu tã luôn này thì đấy tatter ở đây là đã bị tã nhé overcoat tức là cái áo trùng đúng không nó qua đầu gối material tức là vật chất vậy thì materialize tức là hiện ra đấy, kiểu nó xuất hiện ra xuất hiện ra nó, ừ, nó 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 làm sao emerge đúng không Đấy, ngay trước mặt họ này he had a short bendy legs long straggling uh, straggly straggly ginger hair and bloodshot baggy eyes that gave him the 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 doleful look of a basset hound of a basset hound hắn ta có cái đôi chân nó thấp cái đôi chân lùn và nó khá là kiểu như bè Uh, cái mái tóc Ui dồi miêu tả hơi bị khó này Cái mái tóc nó màu Vàng Tức là mái tóc nó màu Vàng gừng này Cái màu uh, cam giống cái củ gừng này Và Nó lẩm chởm Đấy, và cái đôi mắt Cái đôi mắt nó có mạch máu Nó lồi rõ mạch máu lên ở trên tròng mắt này Và nó kiểu như uh, Có cái bóng mắt Đó, cái đôi mắt có bọng mắt và nó kiểu hiện những cái mạch máu lồi những cái mạch mạch máu lên đấy và cái diện mạo đó thì cho hắn ta uh, một cái dáng vẻ nhìn nó rất là ghê tởm giống như là một cái con chó hoang ừ. rồi đấy là dịch thô thôi chứ còn thực tế cái ngôn ngữ miêu tả này rất là khó để mà tìm ra cái phiên bản đồng nghĩa với nó ok rồi bắt đầu tra từng từ nhá đầu tiên bendy này uh, Ý của nó là một thứ gì đó nó vòng kiềng đó vừa rồi mình gọi là bè thì tức là không kiểu nó nó bị chuyện ra bên ngoài được bendy ở đây có nghĩa là kiểu chân vòng kiềng đúng rồi tiếng việt nó nên gọi là như thế hoặc là kiểu nó cong cong ra bên ngoài đấy cái đôi chân nó như thế này này được chưa rồi bendy bởi vì tại sao cái bend này này chính là cái cái dây Nhá, thường nó sẽ có cái trạng thái dẻo có thể kiểu uốn được thì gọi là bend. Đấy vì vậy bendy legs, đó chân dẻo, chân vòng kiềng. Ok rồi struggle thì tức là thứ gì mà nó bị lạc ra bên ngoài. Và đây straggly tức là cái tóc ấy nó không có gọn gàng xong rồi nó lòi ra những sợi lẩm chởm. ginger tức là cái gừng này, cái tóc nó màu vàng hoe. Ừ, nó hơi cam cam một chút đó. Bag là cái túi, được không? Cái cặp Thế thì một thứ gì nó thùng thình, đấy thì nó gọi là baggy và cái đôi mắt mà nó baggy tức là kiểu nó có bọng mắt đấy bọng mắt nó rất là lớn nó lồi ra ấy. ok give him the doleful look doleful cái doleful này từ từ cái do uh... cái này từ từ mình phải xem lại xem nào vừa rồi mình dịch là cái gì ấy nhỉ nó có nghĩa là những thứ gì mà nó đây 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 doleful tức là một cái cảm giác nó khá là buồn sorrowful đúng không một cái từ tương ứng với nó Sad, buồn Doleful, buồn à, cái, cái nhìn nhá, cái dáng cái, cái nhìn, cái hình ảnh nó rất là buồn bã Giống như là một cái con basset Hound, hound thì đó là chó săn Và basset ở đây thì từ từ Mình cũng không rõ lắm Basset Nói chung là chó basset một, một giống chó lùn Được Rồi Ui những cái đoạn miêu tả này thực tế ra breakdown cái hình ảnh của nó rất là khó chủ yếu là giải nghĩa từng từ để mà chúng ta hình dung cho nó dễ dàng thôi. He was also clutching a silvery bundle that Harry recognized at once as an invisibility cloak. Hắn ta cũng đang nắm chặt trên tay, túm chặt trên tay một cái bó gì đó màu bạc mà Harry nhận ra ngay lập tức đó là cái áo choàng tàng hình. Clutch, đó, clutch nắm chặt, túm chặt. Bundle thì thường gọi là cái bó, thường là kiểu bó vải. Đấy, bó vải nó cuộn lại uh, recognize nhận ra at once ngay lập tức bằng với từ immediately rồi ok cái cloak đó là cái áo choàng này Sup figgy he said staring from mrs fig to harry and dudley what happened to staying undercover uh, xin chào figgy có chuyện gì đấy figgy hắn ta nói và hắn ta nhìn chằm chằm từ bà fig sang harry và dudley có chuyện gì xảy ra với lại cái việc là Um, ẩn mình không được hiện ra vậy, đấy kiểu như uh, cái gì danh tính chìm đúng không? Gọi là kiểu giữ cho cái danh tính ấy nó được bí mật, ăn cover nhá. Thì ví dụ công an ấy nó giả danh uh, công an những cái người công an đi giả danh đúng không? Xong rồi là làm nhiệm vụ thì đấy gọi là stay under cover đấy, undercover cover nhá. Rồi ý của nó là như thế. Uh, đóng vai là cớm chìm ấy. Ý của nó là vậy Bà này bà ấy đang giả vờ là cái người hàng xóm mà Thế cho nên gọi là stay undercover Ok Và tiếp theo WhatsApp ở đây ấy. Ý của nó là kiểu có chuyện gì vậy Đúng không? What's up? I'll give you undercover Cry Mrs. Fick The mentors you useless uh, Skiving sneak Từ the skiving sneak thief Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là kiểu như um, Undercover này bà fix bài thốt lên, Giám ngục cái đồ vô dụng kia, cái thằng ăn cắp, cái thằng trộm cắp uh, bất hảo kia, ừ. đấy bà ấy nói như thế, bà rất là chiến nha, bà rất là fiery, đấy, chiến có cái từ fiery kiểu con gái, xong rồi là uh, lửa ấy, đấy, luôn luôn như lửa nha, nóng như lửa, tức giận các thứ chiến ấy, rồi skiving, sneak thief thì thief đó là cái tên trộm này sneak có nghĩa là kiểu lén lút này Ê, xong rồi là skiving thì sao nhỉ nó cũng ám chỉ một cái trạng thái mà nó gọi là dishonest ý của nó có nghĩa là kiểu như từ à, từ 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 đây trốn tránh lảng tránh trốn việc đúng không skive ừ. có cái từ này khá hay này đó là skive off school tức là kiểu mình trốn học skive lessons skive nha nó có chữ v ấy. đấy skive lessons nó giống kiểu như là mình quit classes nhỉ Đấy, trốn Skive đúng không uh, đó off nhá school một cái collocation tức là trốn học này hay the repeated mandagers aghast the here yes here you worthless pile of bad droppings here shrieked mrs Feet the attacking the boy on your watch uh, cái gì dám ngục á cái thằng Menegas, cái ông đấy, ông ấy nhắc lại cái lời nói của bà kia này. Ông ấy há mồm ra, sửng sốt. Cái gì dám ngục ở đây á? A guest, được không? Thường là nó nói với cái khoảng trống khi mà chúng ta há miệng ra kiểu... À, không, nó hơi taken aback một chút. Nha, taken aback, sửng sốt. Đó. Đúng rồi đấy, ở đây này, cái đống... Uh... <laughs> cái thứ vô dụng, cái đống vô dụng kia. Đấy, ở đây này, bà ta bà giết lên những cái con giám ngục tấn công thằng bé khi mà trong cái cái thời gian làm nhiệm vụ của mày ấy đấy, bà ấy nói cái ông ta như vậy nha đầu tiên đó là worthless không có giá trị đúng không đấy, kiểu như là vô dụng worthless pile đó là một kiểu một cái đống hay là cái thứ gì mà nó chồng lên nhau xếp chồng lên nhau bad droppings thì những cái con kiểu như là chim xong rồi là rơi ấy Thì cái phân của nó gọi là droppings Bởi vì nó thả từ trên cao xuống Đó, Nó gọi là droppings Và đây là kiểu như ít rơi đúng không? <laughs> Shit của rơi á <laughs> Mày cái đống cứt rơi <laughs> Nó nói thế Rồi Nhớ nhá, dropping đó là phân của những cái con chim à, Bay ấy. Rồi, on your watch có nghĩa là kiểu trong cái thời gian canh trường trong cái phiên canh của mày. Uh, blimey, set managers weekly. Uh, weekly. Looking from Mrs. Fick to Harry and back again. Blimey, I Ôi trời ơi. Uh, managers nói một cái giọng rất là yếu đuối, nhìn từ bà Fick sang Harry và lại nhìn lại vào bà Fick Ôi trời ơi, tôi cái từ blimey nó giống kiểu oh my god ấy. Ừm. Mm and you off buying stolen cauldrons. Didn't I tell you not to go? Did I? Uh, và mày, mày đã rời đi để mà mua những cái, cái vạc đun độc dược mà được đánh cắp. Không phải tao nói với mày là đừng có rời bỏ à, đừng có đi rồi à. Không phải tao nói với mày rồi sao? Đấy, cái didn't I ở đây là nó nhấn mạnh ấy, câu hỏi đuôi Stolen cauldrons nha, cauldrons nó coi là cái nồi, cái vạc đã được đánh cắp từ nơi khác. I well I managers looked deeply uncomfortable. It it was a very good business opportunity see. Uh, tôi managers nhìn là vô cùng là kiểu như không thoải mái. Nó nó là một cái cơ hội uh, kinh doanh rất là tốt, cái cơ hội mua bán rất là tốt. Đấy, bà thấy đấy. Yeah, bà thấy đấy. Tức là nó nó đi nó mua những cái vạc kia kìa để mà nó về nó buôn lại đúng không? Uh, ok. Business opportunity nha, cơ hội buôn bán, kinh doanh. Mrs. Fick raised the arm from which her string bag dangled, her string bag dangled and whacked Mandegas around the face and neck with it. Judging by the clanking noise it made, it was full of cat food. Bà Fick thì bà giơ tay lên và từ cái từ cái cánh tay đó thì cái túi cái túi dây, cái túi um, túi túi đeo tay của bà ấy đang lủng lẳng và sau đó thì bà ấy đánh cái thằng murderers uh, vào mặt của nó và vào cổ của nó với cái túi đó và đánh giá từ cái tiếng loảng xoảng ở bên trong cái túi thì nó có vẻ là toàn đồ ăn cho mèo thôi ừ. rồi from which ở đây ấy có nghĩa là từ cái tay đó đó từ cái tay đó string đó là dây và bag là túi ý của nó có nghĩa là kiểu túi sách Đã, túi có dây để mà sách từ dangle nó là lủng lẳng Nhá, lủng lẳng. Rồi, <laughs> dangle Từ whack, có nghĩa là kiểu vụt, nện một ai đó. Rồi. Judge, đánh giá, đúng không? Và đây là kiểu như judging by. Dựa trên cái clanking noise. Clank tức là loảng xoảng Những kim loại nó đập vào nhau. Rồi, trong đấy toàn là đồ ăn cho mèo. Ouch, you're off, you're off. You mad old bat. Someone's gotta tell Dumbledore uý, L. el, bỏ tôi ra, tránh ra, tránh ra, c c cái người đàn bà điên này, <laughs> cái bà điên này, ai đó phải nói cho thầy Damodaro thôi. Đấy, ý của nó là thế. Ừ, rồi, get off ở đây coi là kiểu như get off đúng không? get off, đấy, ý của nó là get off ấy, kiểu tránh ra, tránh ra. Đấy, còn old bát thì cái từ bát thường nói về một cái bà già lẩm cẩm, đấy bởi vì là kiểu bất ổn mà đúng không? lẩm cẩm rồi, so, yes, they have, yelled Mrs. Fick, still swinging the bag of cat food at every bit uh, of Mondegas she could reach. She could reach. And it had better be you, and you can tell him why you weren't there to help. Đúng đấy, phải có người nào đó nói với thầy Dumbledore. Bà Fick bà hét lên. Đấy, bà vẫn vung cái túi của mình, cái túi đồ ăn cho mèo của mình á. Uh, nện nó vào từng phần trên gương mặt của thằng Mendergast mà bà ấy có thể với tới. Và nó nên là mày. Và mày có thể nói với thầy ấy tại sao mày không ở đó để mà giúp Harry. Rồi, swing nha. Thì thường từ này nó có kiểu như vung từ bên này sang bên kia. Một cái trạng thái vòng cung. ấy vậy thì tức là kiểu bà ấy quăng đúng không? Bà ấy ném cái túi đấy vào mặt thằng kia. It had, uh, it had better thì cái cấu trúc này nó có nghĩa là tốt hơn hết là đấy tốt hơn hết là và đằng sau nó sẽ là to verb nha ừ, Vớp nguyên thể đó hết rồi uh, keep your hand at on set mendergus his arms over his head cowering i'm going i'm going and with another and with another uh, loud crack he vanished từ từ bà cứ bình tĩnh đã từ từ chỗ này thì nó phải là bà cứ bình tĩnh đã Ờ uh, Münchberg nói và đôi tay của hắn ta thì đang che trên đầu, đấy, đang gọi là rúm gió lại. Tôi đi đây, tôi đi đây. Yeah. Cower, cái con cow ấy là con bò và thường nói về một cái người hèn nhát. Thế thì cowering, cower nó sẽ chính là kiểu rúm gió lại, Đó, sợ hãi, rúm gió. Tại sao chỗ này nó là kiểu bình tĩnh này? Đầu tiên á thì cái helmet chính là cái mũ lưới để mà chùm đầu, chùm lên tóc. Đấy, và nếu như mà bây giờ chúng ta mà phải nó giống bây giờ bái bà ấy, bà ấy điên rồi đúng không bái ấy nổi cơn thích, thích nộ rồi ấy uh, và không thể nào mà kiềm chế được bản thân mình đấy thì bây giờ ông ấy bảo rằng là à hãy cứ bình tĩnh đi đúng không hãy cứ gọi là kiểu đội cái mũ để lên đi đây là nghĩa bóng đấy các bạn phải hiểu là nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen trong cái văn cảnh này đó nó giống kiểu như là hold your horses horses. Đúng không? Mình bảo ai đó là kiểu cứ bình tĩnh, cứ cẩn thận đã, cứ 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 chờ đã. Đấy thì tức là hold your horses thì đây có một cái phiên bản nó khá là tương đương nhé, kiểu giữ mũ trên đầu đi, đúng không? Giữ ngựa đi, đừng có để nó chạy kiểu thế. Đấy mọi người phải hiểu nghĩa bóng ở đây là nó đang bảo bình tĩnh đã đấy. Bình tĩnh đã. À, và với một cái tiếng crack rất là to nữa, một cái tiếng cạch rất là to nữa thì hắn ta đã biến mất này. À, hắn ta độn thổ đi rồi. I hope Dumbledore murders him," said Mrs. Figg furiously. "Now come on, Harry. What are we? Uh, what are you waiting for?" Bà hy vọng rằng là thầy Dumbledore sẽ giết hắn ta. Bà Figg bà ấy nói rất là giận dữ. Nào đi nào, Harry. Uh, cháu đang chờ gì đấy? Furious. Đó là cái cảm giác mà nó kiểu như tức giận. Đấy, furry tức là danh từ của nó và đây là tính từ này. Đấy tính từ cộng với đuôi ly để mà nói về cái lời nói của bà ta đúng không? mang tính chất trạng thái, giận dữ. Harry decided not to waste uh, his remaining breath on pointing out that she could barely walk under Dudley's bulk. Under Dudley's bulk, he gave the semi -con the semi-conscious Dudley a heave and staggered onward. Harry quyết định rằng không có lãng phí cái hơi thở còn lại của mình vào cái việc chỉ ra rằng cậu ấy gần như không thể nào đi dưới cái sức nặng của Dudley. Cậu ta, cậu ta húc, cậu ta đẩy cái cơ thể mà đã kiểu như uh, uh, mất đi nhận thức của Dudley, Đấy, đẩy húc nó lên nhé, để cho vững và sau đó thì cậu ta lại loạn trạng đi về phía trước. Rồi có cái từ đó là waste lãng phí một thứ gì và remaining tức là cái thứ còn lại, đó, cái thứ mà kiểu như vẫn còn còn lại ở trong cơ thể của Harry cái hơi thở ấy, uh, bulk thường nó nói đến đến cái tảng cái khối thì nó gọi là bulk đấy một thứ gì mà nó kiểu cầm cành ấy nó cộm lên ấy thì nó gọi là bulky đấy là cái tính từ nha cầm cành đó, cầm cành thì đây chính là cái kiểu cái khối lượng đúng không cái 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 sự to lớn của thằng Dudley semi-conscious thì conscious đó là tỉnh và semi tức là kiểu như là một nửa thôi nửa tỉnh nửa ngất uh, heave đó kiểu như đẩy lên đúng không Whick, đẩy từ dưới lên stagger tức là kiểu đi một cách loạn trạng. Đúng rồi Bốc, bằng block không á chả liên quan em ơi block nó nói đến cái cái trạng thái lớn của một thứ gì đó cái trạng thái kiểu như cồng cành của thứ đấy nhé yeah. nó gọi là cái khối á còn block ở đây kiểu như là nó Nói chung là kiểu bây giờ em phải hiểu là tiếng Anh ấy sẽ không có từ nào bằng từ nào cả. Hãy nhớ một cái điều như thế tiếng Anh không có từ nào bằng từ nào cả. Được chưa? Nếu mà gọi là đồng nghĩa ấy thì nó sẽ luôn luôn có một cái sắc thái nho nhỏ, một tí tí nho nhỏ về sắc thái nó khác nhau ở vậy. Chứ không bao giờ có từ nào bằng từ nào cả. Rồi thế cho nên là bây giờ học từ ấy là mình phải theo cái văn cảnh. Đó, nó đã dùng là Dudley's book có là cái trạng thái to lớn của một người ấy Thì mình cứ dùng như vậy thôi Đừng có thay đổi gì cả Thì đấy nó mới gọi là cái cách học chính xác Chứ không phải là kiểu cứ lắp ráp mọi thứ lại với nhau đâu nhá Phải bắt trước Đấy I'll take you to the door Said Mrs. Fick As they turn into private drive Just in case there are more of them around Oh my word What a catastrophe And you have to fight them off yourself Bà sẽ đưa cháu đến cửa Bà Phích bà ấy nói khi mà họ rẽ vào cái con phố private Drive Cái gì? Cái gì đọc hiểu hết? Không 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 Đâu nhá Nào bạn nếu mà kiểu như Đọc hiểu hết được Harry Potter ấy Cái ban của nó phải đến 8 cộng rồi Nha, Ban của nó phải đến 8 cộng rồi Đấy, Chứ không phải là 6 rưỡi 7 đâu Bởi vì 6 rưỡi 7 đọc không hiểu được Hết toàn bộ nội dung Ừ. Nó phải là đến ban 8 Đấy, bởi vì sẽ có những cái chỗ mà kiểu kiến ngữ pháp của nó lắt léo này Từ vựng nâng cao nó sẽ có nhiều catastrophe này này Đấy, nó không phải là ban 6 rưỡi nữa đâu nha Nó phải là ban 8 rồi ạ uh, Hoặc là 7 rưỡi rồi đó. Nào, bài rẽ vào này Turn into, ở đây là kiểu rẽ vào cái con phố private drive Phòng khi vẫn còn những cái con giám ngục nó đang lởn vởn xung quanh đây Ôi trời ơi, quả là một cái Um, sự thảm khốc và cháu đã phải đánh đuổi chúng nó tự một mình đấy và cháu đã phải tự mình đánh đuổi chúng nó just in case nó nói về cái trạng thái kiểu như phòng khi đó đề phòng catastrophe tức là kiểu một cái thảm họa đó một cái thảm họa đấy fight something off bởi vì là cái trạng thái off ở đây là nó đã phải biến đi rồi hay là nó tách rời ra rồi thế cho nên ở đây là đánh đuổi yeah and Dumbledore said We were to keep you from doing magic at all costs. Và Dumbledore nói rằng chúng ta phải có nhiệm vụ đó là không cho cháu uh, tránh cho cháu phải thực hiện phép thuật bằng mọi giá. Rồi, thì đây nhá. Nó lại là were to tức là nói đến chức năng, bổn phận, đúng không? Nhiệm vụ. Đấy. Và keep somebody from doing something giống từ prevent ấy tránh cho cái việc đấy nó xảy ra at all cost bằng mọi giá. Ok. Bằng mọi giá. Rồi Well is no good crying over spilled potion, I suppose, but the cats among the pixies now, pixies now uh, cũng không còn bất cứ cái mục đích gì, uh, tác dụng gì. À đây nó là idiom rồi các bạn ạ. Đây nó là idiom rồi. Đấy. Nó có nghĩa là cái việc này đã xảy ra rồi Thì không có cần phải gọi là Thì thôi khóc lóc cũng chẳng được cái ích gì cả Đó It's no good crying over spilled potion Spilled potion Một idiom Đấy, cái việc đấy kiểu giống kiểu bây giờ gì, gì nhỉ? Nó có một cái cụm tương tự này này The missiles are in the air The missile Missile, từ từ, missiles uh, Are in the air Đấy, nó giống kiểu bây giờ nó đã xảy ra rồi ấy, Thì cũng chẳng có bất cứ ích gì Khi mà hối hận hay là Thay đổi nó nữa đâu Tên lửa đã được phóng lên không trung rồi Không rút lại được nữa Đấy, và spill Gọi là spill potion Tức là cái thuốc nó đã bị đổ ra Thì bây giờ khóc làm gì Đấy chưa, ý của nó là một idiom nữa I suppose but the cat among the pieces now Bà cho rằng là như thế Bây giờ không có ích gì đâu ờ, Nhưng mà Chẳng lẽ bà lại dùng một cái idiom nữa Nhưng nhưng mà con mèo À từ, từ 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 mình 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 luận một cái câu như thế này nhá một cái câu mà nó gọi là adage trong tiếng anh như thế này nhá the cat is out of the bag mình luận thôi nhá the cat Đấy, ngôn ngữ nó khó mà ban tám trở lên luôn á the cat uh, the cat out of the bag tức là bây giờ ấy cái chuyện nó đã rõ rồi đó chuyện nó đã rõ rồi con mèo nó đã ra khỏi cái cặp rồi nó không còn ẩn nấp trong cái cặp nữa mọi chuyện nó đã rõ rồi vậy thì bây giờ mình mình đoán nhé khả năng là cái cụm đấy nó sẽ tương đương với cái 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 cách diễn đạt trong thế giới phù thủy là như thế này the cat among the pieces now rồi đây này đấy chưa right spilled milk tức là nó chuyển đấy milk bây giờ là sữa đúng không nhưng mà bên thế giới phù thủy nó là potion Đấy, rồi bên thế giới phù thủy nó là pixies, là các cái con tiên đó Đấy chứ Mèo thì đã đi cùng với tiên rồi Ý của nó là như thế Thôi, nói chung là các bạn cứ hiểu cái câu này này Bà ấy bảo rằng chuyện đã lỡ rồi So, Harry panted Dumbledore's been having me followed um, So, <laughs> Harry thở hồn hển này Dumbledore đã cho người theo dõi cháu Đấy, đã cho người theo dõi cháu Cái từ have nó cộng với đối tượng xong rồi cộng v3 ấy, tức là kiểu như chủ đích là mình ra lệnh nhưng mà người khác làm đó mình yêu cầu nhưng đó là hành động được thực hiện bởi người khác nha à, thực hiện bởi người khác mình yêu cầu mình chủ động nhưng mà được thực hiện bởi người khác nó giống kiểu have my hair cut đó have my hair done thì đấy tức là người khác làm tóc cho mình ấy. Rồi, ok Of course he has," uh, said Mrs. Fick impatiently. "Did you expect him to let you wander around on your own after what happened in June? Good Lord, boy! They told me you were intelligent, right? Get inside and stay there." Tất nhiên là thầy đã cho người theo dõi cháu rồi, bà Fick báy nói một cách rất là nôn nóng này. Cháu nghĩ rằng thầy ấy sẽ để cháu lẩn vẩn xung quanh cái con phố này. Um, tự mình lẩn vẩn Xung quanh cái con phố này Sau cái thứ đã xảy ra Vào tháng 6 hay sao Nhắc Cái thứ đã xảy ra vào tháng 6 hay sao Ôi trời ơi Thằng bé này Thế mà họ nói với tôi là Nó rất là thông minh chứ uh, Thôi được rồi Hãy đi vào bên trong và hãy ở nguyên trong đó nhé Nãy bài nói thế Wonder tức là đi một cách không có mục đích Được chưa Ý của nó kiểu lẩn vẩn Và Good Lord, kiểu Oh my God đấy, right? Thế mà họ nói với tôi là cậu thông minh lắm. Đó. They they told me, được chưa? Ý của nó là như vậy. She said as they reached number 4 I expect someone will be in touch with you uh, with you soon enough. Um, bà nghĩ rằng là ai đó, từ từ. Bà nghĩ rằng là bà cho rằng là ai đó sẽ liên lạc với cháu uh, sớm thôi. Đấy. Expect ở đây là kỳ vọng nhưng mà bà kiểu như bà trông chờ hay là bà kiểu như nghĩ trong tương lai ấy, là nó sẽ có vậy, nó sẽ có người liên lạc. Be in touch, Đấy, liên lạc nhá. What are you going to do? Asked Harry quickly. I'm going to straight, uh, I'm going straight home. Said Mrs. Fick staring around the dark street and shuddering, and shuddering. I'll need to wait for more instructions. Just stay in the house. Good night. Bà sẽ đi thẳng về nhà. Bà Phích bà ấy nói bà ấy nhìn chằm chằm xung quanh cái con phố tối om và bà ấy dùng mình một cái. Bà sẽ cần chờ thêm những cái chỉ dẫn nữa. Cháu cứ ở trong ngôi nhà. Đấy, chúc ngủ ngon. Yeah. Rồi straight tức là kiểu đi thẳng đúng không? Thẳng về nhà luôn. Instruction tức là cái từ nó gọi là lời chỉ dẫn nhá, bắt nguồn từ cái động từ instruct một ai đấy. Đấy, instruct một ai đấy. Shudder thường là gì kiểu dùng mình một cái đi à? lạnh hay là kiểu sợ. Hang on, don't go yet. I want, uh, I want to know. Uh, từ từ đã bà, đừng có vội đi. <laughs> Cháu muốn biết cái điều này. But Mrs. Fick had already set off at a trot, uh, carpet slippers flopping, string bag clanking. Nhưng mà bà Fick thì bà đã khởi hành, bà đã bắt đầu đi theo một cái nhịp mà nó rất là nhanh rồi. Cái đôi dép tông đi trong nhà của bà ấy thì lạch bà lạch bạch đấy rồi là cái túi cái túi dây đeo ở tay thì nó loảng xoảng uh, set off tức là bắt đầu đi yeah, và chart cái từ này thường nó nói đến cái từ từ chart đi những bước như kiểu là từ từ chart nó giống con ngựa ấy các bạn ơi từ từ Xong mình không không tìm ra cái từ từ nói chung là kiểu đi một cách uh, nước kiệu được không? lon ton ấy, kiểu thế thì nó có nghĩa là chót nhá thường đi những bước rất là cao được thì đấy gọi là chót slipper tức là cái đôi dép đi trong nhà cái đôi tông đó, flop đúng không tức là thứ gì mà nó kiểu sụp xuống đá đi lạch bà lạch bạch đó clang tức là kiểu kim loại nó đập vào nhau các cái lon đồ ăn cho mèo ấy nó va vào nhau clanking Wait, Harry shouted after her. He had a million questions to ask anyone who was in contact with Dumbledore, but within seconds, Mrs. Fick was swallowed by the darkness. Scowling, Harry, he, Harry readjusted, readjusted Harry on his shoulder, uh, and made his slow, painful way up Number Four's garden path. Từ từ đã, Harry had lên, hét gọi phía đằng sau bà ấy. Hét nha, hét gọi phía đằng sau bà ấy. Cậu ta có đến cả triệu câu hỏi. Um, để mà hỏi bất cứ người nào trong cái mối liên lạc với lại thầy Dumbledore, đó, in contact ở đây là kiểu trong mối liên lạc nhá với thầy Dumbledore này. Nhưng mà chỉ trong một vài giây thì cái bà Fick bà ấy đã biến mất vào bóng tối, đó, biến mất bị swallow tức là kiểu bị nuốt đúng không? Nuốt chửng vào bóng tối, diễn đạt kinh khủng không? Cậu ta cau mày, cậu ta kiểu như quẹo mặt lại. Quọng mặt lại, Harry uh, chỉnh lại cái cơ thể của thằng Dudley trên vai của mình và sau đó thì đi một cách rất là chật vật, nặng nề, đau đớn vào cái đường sân vườn của cái ngôi nhà số 4. Đó. Rồi make his way tức là kiểu cái con đường đi của Harry ấy, nó rất là chật vật. Rồi và painful slow đúng không? Chậm rãi và đầy cái sự đau đớn ở trong cơ thể bởi vì nó phải vác thằng anh của nó mà. The hall light was on. Harry stuck his wand back inside his waist. Uh, Harry stuck his wand back inside his waistband of his jeans, rang the bell, and watched Aunt Petunia's outline grow larger and larger, oddly distorted by the rippling the rippling glass in the front door. Cái ngọn đèn ở trong cái con sảnh, trong cái đường sảnh thì nó vẫn còn sáng và Harry nhét cái đũa của mình uh, trở lại vào cái cạp quần cái cạp quần jean cậu ta uh, cái gì nhỉ cậu ta uh, gõ chuông đúng không <laughs> gõ chuông cậu ta <laughs> cái gì nhỉ nó nó gọi là cái động từ gì nhỉ các bạn nhỉ đánh chuông à rung chuông đúng rồi cậu ta rung cái chuông Đấy. và nhìn cái bóng hình của bà petunia nó giận nó hiện ra lớn hơn và lớn hơn bà ấy bị méo mó một cách vô cùng là lạ lùng bởi cái lớp kính trên cái cánh cửa cái từ stuck nha thì nó có là stick stick thì bình thường nó có là chìa ra à, hay là lòi ra đúng không à, nhưng mà đây là kiểu back inside vậy thì tức là kiểu chĩa nó bên vào chĩa nó vào bên trong ấy xong rồi đút nó vào á waist là cái eo và bend tức là kiểu như cái thắt lưng nữa không hay là cái dây buộc Ý của nó là cái phần thắt lưng ở à, trên cái quần jeans Outline tức là cái đường nét bên ngoài giống kiểu cái bóng hình, ấy, cái figure của bài, ấy Distort tức là kiểu làm cho một cái thứ gì ban đầu nó bị biến dạng đi Đấy, nó có thể được sử dụng với lại cái ý nghĩa Có nghĩa là kiểu mình xuyên tạc một cái thông tin uh, Mr. Selan đúng không? <cười> Wheelchair <cười> Ok, chắc là chúng ta biết Đấy là ai nhỉ? Mr. Wheelchair uh, đang rất là nổi mấy ngày nay. Rồi distort cái thông tin nha, tức là kiểu làm méo mó, sai lệch cái thông tin. Ok và oddly tức là kiểu một cách rất là lạ lùng. Rippling glass. Kính nhưng mà ripple ấy thì có nghĩa là cái thứ gì mà nó có các cái vòng tròn đồng tâm nó lan tỏa ra thì đấy nó gọi là ripple. Nhà ripple thì tức là thứ gì? Đây. Các bạn nhìn cái từ điển thì các bạn sẽ thấy là một cái giọt nước khi mà nó xuống cái mặt nước nhá Nó sẽ tạo ra các cái ripple Các cái đường gợn sóng Thế thì đây là Cái kính của nó Đang kiểu như có cái hình như thế này này Đó Cái kính nó đang gợn gợn như thế Rồi Rồi Ok Distort cái thông tin nhá Làm méo mó Sai dạng của nó đi Diddy About time too I was getting quite quite. Diddy what's the matter uh, Con ơi uh, Đúng lúc lắm <laughs> Cũng đúng lúc lắm Mẹ đang hơi hơi lo đấy Ui có chuyện gì vậy? Đó, bà ấy nói có chuyện gì About time ở đây là kiểu như đến lúc Đấy, thường nó bảo là It's about time Đã đến lúc làm cái việc gì rồi What the... What's the matter? Đúng không? Có việc gì vậy? Có, có chuyện gì vậy? Harry looked sideways at Dudley And ducked out from under his arm Just in time Dudley swayed for a moment on the spot His face pale green And he opened his mouth at last And vomited all over the doormat Harry nhìn phía ngang về thằng Dudley và sau đó thì cúi xuống, cúi xuống phía dưới cánh tay của nó vừa kịp lúc. Bởi vì thằng này chắc là kiểu như nó nó vung tay chăng? Đấy. Ok, sideways về phía bên ngang này, duck con vịt ở dạng động từ tức là kiểu cúi xuống né một thứ gì. Đó, cúi xuống né nhá và ra khỏi cái tầm cánh tay của thằng kia in time, kịp lúc. On time là đúng giờ, Uh, thằng Thằng Dudley thì nó lắc lư lảo đảo trong một thoáng chốc Trên cái vị trí đứng của nó Gương mặt thì nó kiểu như xanh sao tái mét đi Và sau đó thì nó mở miệng ra uh, Kiểu sau cùng nó mở miệng ra và nôn mửa khắp cái 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 thảm chùi chân Ok Cái từ sway nó có nghĩa là kiểu lắc lư lảo đảo Đổ bên này, đổ bên kia On the spot Vị trí đứng, điểm đứng Đấy, rồi, ok này Pale tức là thứ này thứ gì nó nhạt nhá Nó tái, màu nó không trọn vẹn At last tức là giống kiểu eventually Sau cùng, vomit, known, doormat Cái mat chính là cái thảm Và door tức là kiểu cửa Vậy thì tức là cái tấm chùi chân ở trước cửa Đấy, rồi, ok Uh, Diddy, Diddy, what's the matter with you? Vernon, Vernon Harry's uncle came gallum, từ từ, thing out of the living room. Uh, walrus mustache blowing hither and thither, từ từ, thither, as it always did when he was agitated. Ui dồi, ôi, nhìn cái câu này thấy nản luôn, toàn là những từ mà khó này. Cái ông dượng của Harry thì ông ấy gọi là lạch bà, lạch bạch, ông ấy chạy ra khỏi từ vòng khách. Cái bộ dầu diêm mép thì nó... Từ từ, nhấp nhô lên nhấp nhô xuống Đấy. Như cái cách là nó luôn luôn nhấp nhô như vậy khi mà ông ta giận dữ Chỗ này thì mình gọi là dịch đại khái thôi Chứ còn bây giờ cái từ galumping này này mình không biết Ờ... Uh, Heather and Thither thì nó có nghĩa là kiểu như cái trạng thái giống kiểu up and down đó. Đây này. Giống kiểu nhà in various directions. Đúng không? Đấy. nó kiểu vung vẩy khắp mọi hướng. Uh, mustache dâu quai nón blow tức là cái giờ cái gió nó thổi đúng không vậy thì ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu nó nhấp nhô nhá nó phồng phình hay còn ghe ở đây toán những từ kinh khủng nào ông này thì ông ấy làm sao nhỉ ông ấy move in a clumsy ponderous in a noisy matter right ý của nó là glum uh, glum. nghe nó giống kiểu như bây giờ cái con ngựa nhỉ nó lọc quà lọc cọc đúng không Đấy, glum 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 rồi ok clumsy nhá tức là cái từ vụng về Đấy, vậy thì đi lạch bà lạch bạch đúng không uh, agitated tức là cái từ này nó phổ biến hơn nó có nghĩa là giận tím người kiểu cáu right. he hurried forward to help Aunt petunia negotiate a weak a weak need Dudley over the over the threshold while avoiding stepping in the pool of sick ông ta vội vàng ông ta vội vã đi về phía trước để mà giúp cái bà gì Petunia Ui dồi ôi, giúp bà gì này đỡ cái thằng con trai mà đang kiểu như đứng rất là lảo đảo, yếu yếu trên cái đầu gối của mình. Kiểu sắp sửa sụp đầu gối xuống rồi. Đấy, đỡ nó qua cái thềm cửa. Trong khi né tránh cái việc bước vào cái đám bãi nôn mà nó vừa mới nôn ra. Đấy. Ok, đầu tiên có từ hurry nha, tức là kiểu vội vàng, forward về phía trước Nhưng mà nó dùng từ negotiate này Bình thường từ này có phải là kiểu đàm phán không? Đấy nhưng mà chắc chắn ở đây không phải đàm phán rồi Nó có nghĩa là kiểu nó đỡ thằng con nha Đỡ thằng con Weak need Tức là đầu gối của nó yếu lắm rồi Nó sắp sửa ngã đến nơi rồi Threshold là cái ngưỡng cửa Nó gọi là cái ngưỡng bậc thềm á Pool Có nghĩa là cái mớ hay là cái đám Cái đống Sick Bãi nôn nha Đó bãi nôn Khi mà chúng ta feel sick Tức là kiểu mình cảm giác buồn nôn á Ok, nhưng mà mình thấy từ negotiate này nó hay quá Từ từ, nó phải là có nghĩa là Kiểu ai ai cũng sẽ sử dụng nó ở dạng Có nghĩa là đàm phán đúng không? Nhưng mà từ từ, nó không phải đàm phán ở đây Nó phải là vượt qua đây này Được, vượt qua một cái vật cản nhá Thì negotiate Đấy, nó đang sử dụng ở cái nghĩa thứ ba của nó Cụ thể hơn Có nghĩa là Find a way Or through Uh, an obstacle Hoặc là difficult path đó. Negotiate Một cái Một cái cản trở Vậy thì tức là cố gắng đưa Đi qua cái cản trở đấy Đây là cái nghĩa mà nó dùng Ở dạng C2 đây Được chưa Rồi Cái cái level nghĩa Nó đang sử dụng Đó là dạng C2 mà Rồi negotiate một thứ Tức là kiểu cố gắng Đi qua thứ đấy nhá Thường là một con đường Hay là một cái thứ gì Mà nó gọi là chướng ngại vật Ok tiếp theo He's ill Vernon What is it, son? What's happened? Did Mrs. Pokers give you something for, for tea? Uh, thằng bé bị ốm rồi, Vernon. Uh, có chuyện gì đấy, con trai? Có chuyện gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà Pocus cho con uống cái gì lạ lạ ở trong trà? Ừ, đúng rồi, cá chép vượt vũ môn á. Negotiate. À, thế thì nghĩa bóng nhá. Mình có thể sử dụng là I'm trying to negotiate uh, cái mùa thi này. Được không? Rồi các bạn có thể bảo là tôi đang cố gắng negotiate một cái exam season này Được mà Rồi season negotiate nó nha Bình thường không phải là đàm phán để chưa? Không phải đàm phán Nó đang sử dụng một cái dạng nghĩa C2 của nó Đấy, Rồi Rồi uh, Nào Có phải bà Pocus Đã cho con uống cái gì mà nó lạ Ở trong trà không? Foreign ở đây không phải là nước ngoài Foreign ở đây nó có nghĩa kiểu như unfamiliar Đấy toàn là nghĩa C2 được chưa à, Foreign ở đây có một cái nghĩa C2 của nó Các bạn cứ tra từ điển Cambridge hay là bất cứ một cái từ điển nào ấy Thì sẽ biết nó bằng với từ đó là strange, unfamiliar Lạ lùng Kiểu từ trước đến giờ mình không biết đâu đó. đó, familiar Foreign nhá, dùng dạng tính từ C2 Why are you all covered in dirt, darling? Uh, why are you... Từ, từ Why are you all covered in dirt, darling? Have you been lying on the ground? Hang on, you haven't been mudged. uh, Have you, son? Mudd, uh, have you, son? Tại sao con lại uh, Kiểu khắp người con Là bụi bẩn thế này, con yêu Có phải con đã nằm trên mặt đất không? Đấy, bạn Nó hỏi như vậy Darling tức là kiểu deer, đúng không? Và in dirt, covered in dirt Đấy, Bị kiểu lấm tấm xung quanh, bao phủ Trong đất uh, bùn Từ từ đã nào Con không phải là bị gặp cướp đường đấy chứ đấy có phải không con trai đó cái từ mất ở đây bình thường nó là cái cốc nhưng mà ý của nó có nghĩa là kiểu như gặp trộm nha cướp đường bảo rồi cái cuốn này nó là ban tám ấy không đùa đâu nào cướp đường đó bị mất tao có nghe kiểu như gặp cướp ở trên đường và nó chấn lột mình đấy, bị mất on uh, petunia screamed uh, phone the police vernon <laughs> uh, phone the police diddy darling speak to mommy what did they do to you bà gì, bà hét lên gọi cho cảnh sát đi anh ơi, gọi cho cảnh sát đi, đứt đi. Con ơi, nói nói với mẹ cái câu gì nào đúng không? Xong rồi là họ bọn họ đã làm gì với con vậy? Nó dùng từ phone ở dạng động từ chứ không phải là dạng kiểu như danh từ điện thoại như bình thường nhé Phone somebody tức là kiểu gọi cho người đấy. Đó, phone somebody nó dùng ở dạng verb. Đấy các bạn thấy là bây giờ ấy, cái từ vựng cao cấp ấy nó không hẳn là kiểu như những thứ gì mà nó nhìn nó nhiều âm tiết xong rồi nó xa lạ đâu Nó là những cái cách dùng khác của từ Đó những cái word form cao hơn của cái từ bình thường mà mình dùng á Ví dụ từ dog nhá, nó có một cái nghĩa C2 tức là kiểu bám theo ai đó Vớp Đấy từ dog ấy, ví dụ bây giờ mà cô ta mà bị dog bởi cánh phóng viên ấy Thì tức là kiểu bị săn đón, bị gọi là đi theo, bám theo bởi những phóng viên Đấy, nó dùng những kiểu như thế cũng là những cái ý nghĩa C2, được chưa? Rồi, Phone the Police này. Uh, in all the curve... In all the nobody seemed to have noticed Harry, which suited him perfectly. He managed to he slip inside just before Uncle Vernon slammed the door and while the Dursleys and while the Dursleys made their noisy progress down the hall toward the kitchen. Harry moved carefully and quietly toward the stairs. Trong cái sự hỗn loạn, không ai có vẻ là đã để ý đến Harry. Cái điều này thì nó phù hợp, nó nó đúng theo cái từ từ. Nó hoàn toàn hợp lý với cậu ấy. Nó rất phù hợp với cậu ấy. Cậu ta đã xoay sở được để mà chuồn vào bên trong, luồn vào bên trong vừa kịp lúc ông Vernon đóng sầm cánh cửa lại. Và khi mà trong khi nhà Dursley đang uh, uh, từ từ đang bế thằng con đang 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 ôm thằng con xuống cái con sảnh này uh, đi dọc theo cái con sảnh đi xuống về phía của nhà bếp thì Harry đã di chuyển một cách rất là cẩn thận và lặng lẽ lên phía cái cầu thang uh, giống như kiểu là cat là nôn mửa có nhiều nghĩa mà từ cat có nhiều nghĩa. Cat around tức là kiểu mèo mả gà đông ấy, đi uh, cặp bồ. Đấy, nói đi con mèo được chưa? Đi cặp bồ, cat around, mèo mả gà đông luôn á Rồi. Ok này. Tiếp theo này, trong cái cơ ở đây chắc chắn là văn cảnh nó sẽ quy định rằng là đó là cái confusion đúng không? Cái sự hỗn loạn. Suit đó là phù hợp. Đấy, nó rất là hợp với lại cái mục đích của Harry Slam tức là tác động lực rất là mạnh. Nó đóng sầm một cái. Progress đó là cái bước tiến. Ý của nó có nghĩa kiểu như, ý của nó ở đây có nghĩa là kiểu cứ thế tiến về phía cái nhà bếp. Ấy. Okay, who did it, son? Give us names. We'll get them. Don't worry. Shh, tr he's trying to say something. Vernon, what is it, Daddy, Tell mummy. Uh, Harry's foot was on the bottommost stair when Dudley found his voice. Him. Đấy, ai đã làm cái điều này, con ơi? Um, hãy nói cho bố mẹ những cái tên nào. Bộ, bố mẹ sẽ get them đúng không? Sẽ bắt được chúng nó, đừng có lo. Đấy. Shh. Thằng bé đang cố gắng nói điều gì kìa, Vernon, nó là gì vậy, Dudley? Hay nói cho mẹ nào. À, chân của Harry, cái bước chân của Harry trên cái phần mà nó gọi là kiểu chân cầu thang. Nó vừa mới bước đến chân cầu thang thì lúc đó nó nghe thấy giọng uh, của thằng Dudley. Thằng Dudley đã tìm thấy giọng nói của nó. Nó cất giọng lên đúng không? Nó cất lời lên. Chính là nó, Đấy, bottom thì đó là kiểu đáy và most là cái phần mà kiểu như dưới cùng. Vậy thì ý của nó là bottom most, cái chân cầu thang. Harry froze, uh, foot on the stair, face screwed up, uh, brace for the explosion. Boy, come here. Harry này, đứng như là trời trồng, chết lặng. Chân thì đang trên cái bậc thang, Đấy, mặt thì đang méo mó, co lại, rúm gió lại. Sẵn sàng chuẩn bị cho cái... Um... Cái tiếng gầm lên Cái lời nói gầm lên Diddy chính là cái tên gọi yêu Của cái thằng Dudley ở nhà ấy Đấy, tên gọi yêu ấy Kiểu con cưng ấy, xong rồi là Diddy rồi nhá froze quá khứ từ freeze Đó là đứng yên, kiểu như là lạnh đúng không Xong rồi đóng băng đó. Screw chính là cái hành động mà kiểu chúng ta vặn một thứ gì đó Screw nó Vặn cái tô vít đó. Thì cái tô vít nó gọi là screwer Cái screwer screw chính là cái tô vít OK mặt nó kiểu méo mó vặn vẹo này, brace chính là cái mà nó gọi là cái niềng răng. Và đây có nghĩa là kiểu như nó trong cái trạng thái vững tâm đúng không? Hay là kiểu như chuẩn bị tâm lý để mà có cái explosion cái vụ nổ đằng sau. Nghĩa bóng đấy, tức là cái câu cái tiếng gầm lên đấy. Thằng kia mày lại đây, đấy. Đấy là thằng kia mày lại đây. With the feeling of mingled dread and anger, Harry Harry removed his foot slowly from the stairs and turned to follow the Dursleys. Với một cái cảm xúc kiểu uh, giận dữ và hoảng sợ trộn lẫn với nhau, Harry nhấc chân của mình rất là chậm rãi khỏi cái bậc thang và sau đó thì quay người lại để mà đi theo nhà Dursleys. Ok, cái từ mingle các bạn lại nhìn thấy cái từ này nó lặp lại đúng không tức là hai thứ nó blend với nhau á đấy nó blend với nhau tức là kiểu nó hòa với nhau nó trộn với nhau nó combine với nhau rồi tiếp theo the dursleys tức là kiểu gia đình nhà dursley đấy, bố mẹ xong rồi con cái uh, lại từ mới này lại từ kiểu như là toàn c 1 c 2 mà bảo rồi the scrup từ từ scrup scrupulous scrupulously Ok the scrupulously clean kitchen had an oddly unreal glitter After the darkness outside, Aunt Petunia was ushering Dudley into a chair. He was still very green and clammy looking. Uh, cái khu bếp, cái khu vực nhà bếp mà nó gọi là sạch bong thì có một cái sự từ từ, có một cái luồng ánh sáng vô thực, nó ánh lên rất là lạ lùng uh, so với lại cái bóng tối bên ngoài. Ui. Nào cái từ scrub scrubulous ở đây đúng không? Ý của nó chắc chắn là bây giờ nhé nó gọi là kiểu spotlessly clean. Đấy cái collocation ở đây nó quy định rằng là nó phải bằng với từ đó là spotlessly clean đúng không? Sạch bong nhá, sạch bong. Bà này là bà ấy kiểu như là OCD ấy, thế cho nên là bà ấy chùi cái nhà bếp rất là kỹ. Đấy và oddly unreal glitter. Glitter tức là cái sự kim tuyến. Là cái kim tuyến đính ở trên váy ở dạng Uh, nghĩa bóng thì tức là kiểu một cái sự ánh lên, Đó, một cái thứ gì mà nó ánh lên, unreal vô thực, uh, oddly tức là kiểu như một thứ gì nó rất là lạ lùng đúng không? Rồi so với lại cái bóng tối ở bên ngoài này, bà gì thì bà ấy đang dẫn, đang hướng cái cơ thể của thằng Dudley vào một cái ghế, uh, nó vẫn còn vô cùng là tái mét, mặt rất là xanh xao và cái vẻ mặt nhìn bên ngoài thì nó khá là kiểu nhễ nhại từ usher usher từ này hay lắm usher thì các bạn đi xem phim ấy cái người mà nó gọi là usher tức là cái người dẫn chúng ta vào dạp đấy, không? chỉ cho chúng ta vào cái chỗ ngồi của mình và thường từ này nó có nghĩa là kiểu như dẫn đến mở ra một thứ gì đó đấy, mở ra một thứ gì đó nhà cứ nhớ là cái người mà ý của nó có nghĩa là kiểu như dẫn mình vào cái ghế à, ví dụ thường có một cái cụm này đó là usher an error of something Đấy, mở ra một kỷ nguyên ABC Đây là một cái collocation rất là cao Và ý của nó có nghĩa là kiểu dẫn thằng con vào cái ghế Đó, cho nó ngồi vào đấy Đấy, ok rồi này Clem thì đó cái con hến Thường là nó sẽ có chất nhờn ở vỏ Thế thì clammy tức là nó hơi bị nhơm nhớp nhé Clammy tức là nó hơi nhơm nhớp ạ Uncle Vernon was standing in front of the draining board uh, Draining board Glaring at Harry through tiny narrowed eyes, ông Dượng Vernon thì đang đứng trước draining board. Từ từ, đứng 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 trước cái gì được nhỉ? Khó đấy, đứng trước cái chắc là kiểu như cái um, cái máng đi thôi. Cứ, cứ đứng trước một cái thứ gì đó ở trong ở trong bếp này, đang trừng mắt nhìn về phía thằng Harry qua cái đôi mắt. Ti hí cái đôi mắt tí hon và đang nheo lại của ông ta glare đấy từ này nó phổ thông hơn nhá thì nó có cái kiểu ánh sáng nó rực lên nó chói lên thì tức là cái đôi mắt của ông ta ấy, đang trừng mắt lên còn cái draining board này thì từ từ mình phải xem xem hình ảnh của nó là cái gì cơ đây chính là cái mà nó gọi là để hóng nước đúng không hay là kiểu để 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 phơi bát đũa <laughs> để dứt bát đũa cho nó kiểu như giỏ nước xuống nó khô nước đi ừ. à. À. đó cái training board ở đây chính là cái này này giờ ông ta đứng đứng ở chỗ đấy nha bảo từ khó mà hong khô cái chỗ để mà xếp bát đĩa vào cho nó khô ấy không phải hướng dẫn viên đã bảo là cái người dẫn chúng ta vào trong dạp phim đấy nó có cái từ riêng để mà hoặc là cái ừ, cái người dẫn mình vào trong bà, ghế của mình ở trong dạp phim nó chỉ ở trong dạp phim thôi đừng có liên hệ với những thứ khác và nếu mà bây giờ ấy đã gọi là cái usher an error usher in usher in an error thì mình phải sử dụng nguyên si như thế đừng có thay đổi nó đi chỉ khi nào nhá mình tìm thấy một cái cách dùng khác ở trong những cái câu mẫu mình mới bắt trước theo thôi Đừng có dại mà kiểu như dùng những cái từ cao như thế này Xong rồi lắp ráp nó vào tứ lung tung nhá Như thế là sai ngay Đấy rồi, thì đây này Mình nhìn cái ví dụ của nó là cái gì Xong rồi mình bắt trước hoàn toàn theo cái ví dụ đấy A in an error Đấy rồi, bắt trước y hệt như thế thôi Đừng có thay đổi nó Em mà kiểu như bây giờ mình 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 nghĩ tiếng Việt Xong rồi mình lắp ráp những cái từ đấy vào với nhau ấy, Xong rồi mình kiểu translate word by word ấy, Là mình sai ngay Đó Ok thì cái draining board là cái chat Thực tế mình ban đầu mình <laughs> Chưa hình dung ra nó là cái gì á Bởi vì từ drain Thì nó có là kiểu hút cạn yeah, Hút cạn Từ từ xem là cái trang gì nhỉ 26 à Hơi đọc đến chỗ là thư này nhá Ok này What have you done to my son? He said in a menacing In a menacing growl Mày đã làm gì với con trai của tao vậy? Ông ta nói trong một cái giọng mà nó đầy thâm độc Đấy, đầy sự kiểu như uh, ý muốn hãm hại người khác. Growl đó là tiếng gầm gừ. Menace. Menace đó là kiểu một cái thái độ hay là kiểu như một cái ý định muốn hãm hại người khác. Và menacing tức là cái đặc điểm của thứ đấy đúng không? Đang muốn hăm dọa, đang muốn hãm hại người khác này. Nothing. Said Harry knowing perfectly well that Uncle Vernon wouldn't believe him. What did you do to What did he do to you? Did he? Aunt Petunia said in a quavering voice. Now, sponging sick from the front of Dudley's leather jacket. Cháu có làm gì đâu, nothing. Đấy, Harry nói và biết rõ ràng rằng ông Vernon sẽ không có tin nó, tin cái lời của nó. Mày, uh, nó đã làm gì với con vậy, đi đi. Bà gì thì bà ấy nói trong một cái giọng mà nó rất là run rẩy và bây giờ thì đang thấm cái cái bãi nôn <laughs> Thấm cái bãi nôn Từ phía đằng trước cái áo da của thằng con Đấy, cái xích ở đây nhớ nhá Là cái bãi nôn đó Và sponging thì thực tế ra nó là cái miếng bọt biển Sponge chính là cái miếng bọt biển Nó để rửa bát ấy, đúng không? Để thấm nước vào, thấm bọt vào để mà rửa bát á Thì nó dùng ở dạng động từ Tức là thấm thôi Đó, đang kiểu thấm thấm vào nhá Dùng ở dạng động từ Đấy Leather đó da đó, và jacket áo khoác áo khoác da à, có cái từ khá hay mình ăn bám một người khác thì tức là sponge of từ từ sponge of somebody nhà ăn bám một ai đấy sponge of somebody cũng có con đỉa nó gọi là leech và leech of somebody cũng là ăn bám người ta kiểu cứ thế thấm thấm đúng không cứ thế kiểu như bào rút uh, bào mòn cái nguồn tiền từ người ta này what did à đùa. uh, was it was it you know what darling he use his thing uh, he he uses his thing đấy có phải là cái 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 thứ đấy không con yêu uh, có phải nó đã sử dụng cái cái thứ của nó không <laughs> slowly tremulously Dudley nodded I didn't uh, Harry said sharply as Aunt Petunia let out a wail and Uncle Vernon raised his fist I didn't do anything to him it wasn't me it was uh, rất là chậm rãi và rất là run rẩy thằng Dudley nó gật đầu Đấy, tremble thì tremulous chính là tính từ của nó đó nó gật này cháu không cháu không làm Harry nói rất là kiểu như cái giọng nó rất là đanh khi mà bà Petunia bà ấy thốt ra một cái tiếng uh, gào thét đâu no, no. một cái tiếng một cái tiếng uh, kiểu khóc van lơn đấy là một cái tiếng khóc van lơn và ông Vernon thì ông giơ nắm đấm của mình lên cháu không có làm gì với nó cả, nó không phải cháu, nó là đó là cái 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 con giám ngục á, cái từ let out nó có nghĩa là kiểu thốt ra để cái âm thanh nó vọt ra, A well cái từ này nó gọi là kiểu khóc nhưng mà kiểu cái trạng thái nó gọi là giống kiểu bây giờ mình khóc mà nó gào lên đó, thì đấy nó gọi là well, đó, khóc kiểu van lên luôn đúng không? Right. Uh, hết nước mắt luôn thì đấy nó gọi là well nha yeah. well thường nhé là kiểu như có Trong đám ma, thì có thể nghe đây. but at the precise moment a switch owl a switch owl swooped in through the kitchen window narrowly missing the top of uncle vernon's head it soared across the kitchen dropping the large parchment envelope uh, it was carrying in its beak at harry's feet and turned gracefully the tips of its wings just brushing the top of, his fridge, uh, of the fridge uh, then zoomed outside again and across And off across the garden. Nhưng chính cái khoảnh khắc đó, đúng cái khoảnh khắc đó thì một cái con cú uh, một cái con cú nâu sạc xả... Từ từ. Thôi một cái con cú từ nhá, tí nữa mình sẽ tra cái loại cú này là loại cú gì. Uh, một cái con cú thì nó nó bay vụt vào qua cái cửa sổ của khu bếp. Gần như là nó sượt qua đầu đỉnh đầu của ông Vernon. Nó phóng vọt qua cái khu nhà bếp này Nó thả cái phong bì uh, Giấy da rất là lớn Mà nó đem theo trong cái mỏ của nó Ở chân của Harry Và nó quay lại một cách đầy duyên dáng Cái đầu Cái đầu cánh của nó thì nó sượt qua Cái phần trên uh, um, trên, trên nó gọi là trên trên nóc tủ lạnh Sau đó thì nó phóng vọt ra bên ngoài một lần nữa Và nó bay Nó bay mất Ờ, qua khu vườn Precise là một thứ gì nó chính xác Tức là chính xác tại cái thời điểm đấy này Swoop nhá swoop thì đó là một cái hành động mà kiểu như là nó từ trên cao nó bay xuống Được không? Nó, nó xa xuống Đấy, nó vụt xuống Thì đấy gọi là swoop Ok Rồi, nó phóng vào này Missing tức là kiểu nó sượt qua cái đầu ông này này Nhưng mà kiểu như suýt suýt thôi Đúng không? Cái phạm vi của nó rất là narrow Nó cực kỳ là hẹp đấy, Tí nữa thì đâm vào đầu ông ta <laughs> Soar, tức là phóng vọt cũng là phóng kiểu như là từ dưới lên đúng không? hay là tăng một cách rất là nhanh tăng vọt một cái parchment tức là giấy da, envelope tức là phong bì, uh, big là cái mỏ nó đang đem theo cái phong bì đấy trong mỏ của nó nhé, grace đó là sự duyên dáng và đây là kiểu nó quay lại một cách rất là mượt mà trong cái chuyển động của nó này, cái tip chính là cái đầu và đây là cái đầu cánh tức là kiểu như cái phần chóp của nó đúng không? cái phần um, xương bên ngoài cùng á. rồi brush cái bàn chải nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu như sượt qua. Yeah, ok. zoom dùng ở dạng động từ nói về chuyển động thì tức là nó phóng, đúng không? phóng vọt ra ngoài. off tức là bay đi rồi. qua khu vườn này. owls bellow, Uncle Vernon, the well-worn van in his temple, posing again, uh, posing angrily as he slammed the kitchen uh, the kitchen window shut cú ông Vernon ông ấy giống lên đấy cái ui nó miêu tả dã man quá cái cái mạch máu cái mạch máu trên Thái Dương của ông ấy thì nó phập phồng một cách giận dữ khi mà ông ta đóng sầm cái cánh cửa sổ của cái khu bếp lại nó gọi là well worn bởi vì thứ này ấy, nó đã um, kiểu trải qua cái quá trình sử dụng rất là nhiều rồi Đấy, một thứ gì mà nó gọi là well-worn, tức là nó cũ rồi ấy. Đấy, nhưng mà đây là vein, tức là cái mạch máu này này, nó đã hiện lên rất nhiều lần rồi. Đến cái nỗi mà bây giờ nhìn bên ngoài của nó ấy, nó giống như kiểu là nó có sẵn, nó ghim sẵn trên cái thái dương của ông ấy. Đó, chúng ta phải hiểu là cái well-worn ở đây nó nói đến cái tần suất mà cái vein này nó đã hiện lên á. Đấy, còn pose thì tức là nó đập phập phồng, nó giống kiểu như bây giờ cái mạch máu nó cứ thế nó, nó, nó bụp, bụp, bụp được thì nó gọi là pose đấy nó gọi là mạch còn vein chính là cái mà nó gọi là mạch máu nhá đấy, nó dùng cái ý nghĩa tượng hình của nó lắm uh, slam thì đó là kiểu như tác động lực mạch đó tác động lực rất là mạnh và đóng sầm cái cánh cửa này để cho nó shut lại để cho nó đóng lại else again i will not have my i will not have any more hours in my house lại là cú tao sẽ không nhận bất cứ con cú nào trong nhà của tao nữa Right. ông ấy nói như vậy rồi cái pose nhá là cái mạch nó có một cái cụm rất là hay muốn giới thiệu với mọi người đó là get the pose on something the pose uh, on something tức là kiểu mình biết cái thông tin về nó hoặc là be on the pose uh, on the pose of something dùng cái cụm đằng sau đi cho nó phổ thông hơn tức là kiểu như mình có thể luôn luôn biết được cái diễn biến những cái sự kiện hiện tại nó đang diễn ra Đấy, giả sử như là Cái uh, anh chàng xe lăn đúng không Là mình kiểu theo dõi rất là Kỹ càng cái vụ đấy rồi á Tức là mình bảo rằng I've been on the post Ở cái chuyện đó, đó đấy, kiểu cập nhật tin tức đó. Rồi, của cái chuyện đấy nhá. But Harry was already ripping, op uh, ripping open The envelope And pulling out the letter inside His heart pounding somewhere in the region Of his ample his Adam, uh, Adams Apple của uh, uh, Apple, Adam từ từ, Adams Apple. Nhưng mà Harry thì đã dạch mở cái phong bì thư ra và đã rút ra cái lá thư ở bên trong. Tim thì đang đập thình thịch ở một nơi nào đó gần với lại cái vùng, <laughs> cái, cái vùng Adam, uh, Adams Apple đây thực tế ra nó gọi là cái vùng bụng à? hay là kiểu cái vùng lồng ngực nhá rồi right. từ từ mình đoán thôi tí nữa mình sẽ tra cái Adams Apple này là cái quái gì Đấy. Còn cái region ở đây là cái vùng này này Đó cái vùng Pow thì đó đập thình thịch nha Đấy, Pow liên liên tục ấy, nó đập liên tục Có nhiều từ hay mà Từ từ Adams Apple Mình không 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 rõ là cái khu vực gì đây Thanh quản Ờ, à, nó gọi là cái thanh quản, yết hầu đúng rồi thường là cái apple đúng không? you are the apple of my eyes tức là kiểu như cái con người đây này uh, the apple of my eye nó giống cái hạt táo the apple of my eye đúng không? tức là kiểu như những cái người mà mình luôn luôn yêu thương thường nói về trẻ con á đó, đứa trẻ này nó là the apple of my eye đó uh, tức là kiểu mình rất là thương nó mình rất là yêu nó thường nói về trẻ con nhé Đấy, hoặc là kiểu người yêu đấy cái thứ gì mà nó cưng lắm ấy rồi thì đó là cái um, nội dung ngày hôm nay ngày mai chúng ta quay lại chúng ta đọc cái lá thư này nha. Đấy nhá được chưa đấy rồi ok à, các bạn có thể lên cái trang của mình ở trên phở bò ừ, thì rồi cái cái fb hình như bây giờ không được nhắc cái từ đấy nữa đó fb Đấy, cái trang của mình nhá. Các bạn lên đấy theo dõi đúng không? Có rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí này, xong rồi là các cái tips kiến thức để mà học tiếng Anh. Đấy. Mọi thứ là miễn phí thôi, Đúng không? Bạn nào mà có nhu cầu học thì mới có thể liên hệ uh, để mà tìm hiểu cái lớp học IELTS nhá. Rồi thì đấy cứ lên đây nhá. Mọi người cứ thoải mái đi. Đây là cái um, nền tảng chính của mình. Còn nếu mà các bạn muốn xem lại thì lên đây xem lại cái live ngày hôm nay ạ học được khá nhiều từ em ư ừ, thực tế ra là em chả cần phải gọi là nói thật nha không cần phải đi học ở bất cứ đâu đâu chỉ cần kiểu chăm chỉ ở nhà cứ cày từng tí từng tí một đó thì cũng sau một thời gian nhất định mình cũng sẽ lên trình thôi còn đi học thì đa phần nó sẽ là kiểu dạy về format đề thi xong rồi nhồi nhồi nhét từ vựng mà nhưng mà cái từ vựng nhỉ thì mình có thể tự tích được mà tự tích lũy được Học từ mới muốn đuối luôn à? Ờ, thì em cứ quan tâm là cái những từ nào ấy mà nó phổ thông ấy nó sẽ có tần suất lặp lại rất là nhiều. Đấy, ví dụ những cái từ như kiểu là envelope này này, rồi là từ swoop này này, nhiều lắm, lặp lại rất là nhiều. Well worn, đây cũng lặp lại rất nhiều. Ờ, từ này mình nhớ phải nó đến nó nó đến 6 lần trong cái cuốn truyện trước rồi ok thế thì ngày mai mọi người quay lại nhé mười rưỡi nhé chúng ta lại chiến tiếp được ngày mai đấy good night mọi người uh, bye bye